Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 262. Thật sự là biến thái. Diệp Huyên thở dài trong lòng, tiểu tháp, tiểu bút, các ngươi thường xuyên nói ta bật hách, các ngươi nhìn người này xem, hắn ta đều như vậy rồi. Ta bật hách, quá đáng à. Tiểu tháp, tiểu bút. Đúng lúc này, xa xa người đàn ông trung niên đột nhiên cười ha hả, cười vô cùng ngạo mạn. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên vừa động tâm niệm, kiếm thanh huyên kịch liệt run lên, trong thời gian ngắn, linh hồn của người đàn ông bắt đầu trở nên hư ảo. Cắn nuốt. Người đàn ông trung niên thấy vậy, sửng sốt, ngay sau đó, hắn ta kinh hãi nói, vì sao kiếm của ngươi có thể cắn nuốt linh hồn của ta? Điều đó không thể nào. Điều này vi phạm pháp tắc thần đạo. Diệp Huyên lại vui vẻ vì điều này. Kiếm thanh huyên thế nhưng thật sự có thể cắn nuốt linh hồn của người này. Không diệt được. Nhưng là, có thể cắn nuốt. Lợi hại. Theo linh hồn càng ngày càng hư ảo, người đàn ông trung niên hoảng sợ nói, điều này không thể nào, không thể phá vỡ pháp tắc thần đạo. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, cái gì mà pháp tắc thần đạo, pháp tắc của Thanh Nhi mới là lợi hại nhất. Người đàn ông trung niên giống giận, dưới pháp tắc thần đạo, chúng ta là bất tử bất diệt. Diệp Huyên bình tĩnh nói, chém gió. Người đàn ông trung niên. Không thể không nói, lúc này Diệp Huyên cũng có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ, ngay cả linh hồn của thần linh mà kiếm thanh huyên này cũng hấp thụ được. Quả thực là vô địch. Không hổ là kiếm do Thanh Nhi tạo ra. Ở phía xa, linh hồn người đàn ông trung niên càng lúc càng hư ảo, mà hắn ta thì như mất hồn cứ lầm bầm, không thể tuyệt đối không thể. Rất nhanh sau đó, hắn bỗng chốc biến mất hoàn toàn như mây khói. Diệp Huyên xòe tay, nhẫn chứa đồ của người đàn ông trung niên. Diệp Huyên liếc nhìn nhẫn chứa đồ, bên trong nhẫn, có chừng hơn 200 triệu hư chân tinh. Một khoản lớn. Diệp Huyên khẽ nhếch miệng, sau đó cất lấy. Lúc này, An Lan Tú bỗng nói, người vừa nãy, có lẽ là cướp đoạt từ cao thủ của thế giới hư chân. Diệp Huyên gật đầu, xem ra, nhưng thần linh này e rằng cũng sắp phá phong ấn rồi. Nói đến đây, như nghĩ đến gì đó, vẻ mặt hắn u ám, mẹ nó, loại chuyện này tại sao đúng lúc lại để ta gặp phải chứ? An Lan Tú thấp giọng nói, bạn họ đang nhắm vào huynh. Diệp Huyên nheo mắt, trực giác nói cho hắn biết có liên quan với thần linh thần bị trong Thái Sơ thần thụ kia. Chỉ là có điều hắn không hiểu là, thần linh này tại sao lại điên cuồng nhắm vào mình chứ? An Lan Tú bỗng nói, đi thôi. Diệp Huyên thôi nghĩ ngợi, hắn xòe tay, kiếm thanh huyên bay về trong tay hắn, sau khi hấp thụ linh hồn thần linh kia xong, hắn phát hiện, kiếm thanh huyền của hắn đã có sự thay đổi. Linh hồn thần linh này mạnh đến lạ thường. Không nghĩ nhiều, hai người tiếp tục tiến về phía trước. Mà sau khi xuyên qua bãi tha ma kia, Diệp Huyên và An Lan Tú đã đến một vùng tinh không chưa biết, vùng tinh không này tĩnh lặng như tờ, yên tĩnh đến mức khác thường. Diệp Huyên khẽ siết chặt tay trái cầm kiếm thanh huyên, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. An Lan Tú nhìn chân trời phía xa, khẽ nói, vũ trụ này, vô biên vô hạn. Diệp Huyên gật đầu, không biết thế giới hư chân này, có phải là vũ trụ cuối cùng không? An Lan Tú cười nói, ai biết chứ? Nói rồi, nàng ấy chủ động kéo tay Diệp Huyên, hai người cứ vậy đi vào tinh không sâu thẳm. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên và An Lan Tú bỗng dừng lại, trước mặt bọn họ không xa, nơi đó có một ông lão đi đến, ông lão đeo một dương trúc sau lưng, tốc độ rất nhanh. Ông lão dương trúc. Diệp Huyên âm thầm phòng bị trong lòng. Lúc này, ông lão cũng nhìn thấy Diệp Huyên và An Lan Tú, lúc nhìn thấy hai người, ông ta chợt ngây người, sau đó có chút kỳ lạ hỏi, là ngươi. Diệp Huyên nhìn ông lão Dương Trúc, ngươi biết ta. Ông lão Dương Trúc khẽ cười, đúng. Diệp Huyên quan sát ông lão Dương Trúc, lắc đầu ta không biết ngươi. Ông lão Dương Trúc cười nói, chúng ta từng gặp nhau trước đây, có thể ngươi quên rồi. Diệp Huyên nhíu mày, gặp rồi. Hắn lại quan sát ông lão Dương Trúc kỹ càng, thế nhưng cũng có thể xác định, thật sự chưa từng gặp ông lão này. Ông lão Dương Trúc bỗng nói, các ngươi muốn đến thế giới hư chân. Diệp Huyên gật đầu. Ông lão Dương Trúc khẽ lắc đầu, nơi đó bây giờ rất loạn.
Diệp Huyên hỏi, thế giới hư chân thế nào rồi? Ông lão Dương Trúc nói, lúc trước muội muội ngươi ở bên trên chém giết một trận, trực tiếp phá vỡ pháp tắc hư chân của thế giới hư chân. Nơi đó, không có pháp tắc chấn giữ, trật tự trở nên hỗn loạn, đau cả đầu. Diệp Huyên nhìn ông lão chằm chằm, người biết muội muội ta. Ông lão Dương Trúc cười nói, ta còn biết phụ thân ngươi. Diệp Huyên bỗng ngây người, sau đó nói, tiền bối, ngươi là. Ông lão Dương Trúc khẽ cười, ngươi không biết ta cũng bình thường thôi, ta cùng thời đại với phụ thân ngươi. Diệp Huyên hỏi, vũ trụ tam duy. Ông lão Dương Trúc gật đầu, đúng vậy. Vẻ mặt Diệp Huyên bỗng xúc động, tiền bối, ngươi đang muốn đi nơi nào? Ông lão Dương Trúc cười nói, ta muốn đến vũ trụ bên dưới đợi một người. Diệp Huyên nhíu mày, đợi người. Ông lão Dương Trúc khẽ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ hỏi, người nào? Ông lão Dương Trúc do dự rồi nói, một người có quan hệ với ngươi. Diệp Huyên bỗng hiếu kỳ, có quan hệ với ta, chắc không phải ngươi đợi con trai ta chứ? Ông lão Dương Trúc cười ha ha, không trả lời câu hỏi, lần này ngươi đi thế giới hư chân, còn quay lại không? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên. Ông lão Dương Trúc khẽ gật đầu, bảo trọng, chúng ta có duyên gặp lại. Nói xong, ông lão đeo Dương Trúc đi về phía xa. Diệp Huyên bỗng nói, tiền bối. Ông lão Dương Trúc quay người nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên cười nói, trong Dương Trúc mà ngươi đeo có gì vậy? Ông lão Dương Trúc vội lắc đầu, không có, không có gì cả. Nói xong, ông ta quay người biến mất nơi cuối tinh không. Diệp Huyên cạn lời. Làm như bản thân hắn là thổ phỉ vậy. Đúng là. An Lan Tú bỗng nói, trong Dương kia, chắc chắn có bảo bối. Diệp Huyên gật đầu, đáng tiếc. Là bạn bè của cha, không xuống tay được. Ông lão Dương Trúc. An Lan Tú cười nói, đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, hai người tiếp tục đi về phía trước, chừng một canh giờ sau, hai người đã đến một tòa thành cổ, không lớn, nhưng có chút cảm giác nguy hiểm. Sau khi hai người tiến vào thành, trong thành chỉ có một quán ăn. Không có tên. Trên bàn ăn trong quán, có một ông lão đang nằm sấp. Khi Diệp Huyên và An Lan Tú đi vào quán ăn, ông lão bỗng ngẩng đầu, ông ta nhìn Diệp Huyên và An Lan Tú, bỗng nhíu chặt mày. Diệp Huyên nhìn ông lão, sau đó nói, có phải không hoan nghênh chúng ta không? Ông lão bình tĩnh nói, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Ông lão lấy ra hai vò rượu để xuống trước mặt hai người, sau đó nói, các người đến từ bên dưới, đúng chứ? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Ông lão nhìn Diệp Huyên, có thể đi được đến đây, cũng không tệ chút nào. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, tiền bối, nơi này là. Ông lão nói, thành vô danh, quán rượu vô danh. Diệp Huyên lại hỏi, làm gì? Ông lão nói, chỗ lánh nạn. Diệp Huyên nhíu mày, chỗ lánh nạn. Ông lão gật đầu, đúng. Diệp Huyên có chút nghi hoặc, nơi này rất nguy hiểm sao? Ông lão thản nhiên nói, người biết ngay thôi. Diệp Huyên không hiểu. Mà ngay lúc ấy, ông lão bỗng ngẩng đầu nhìn bên ngoài, trời tối rồi. Diệp Huyên quay đầu nhìn qua, không có bất kỳ động tĩnh gì, trong lúc hắn nghi hoặc, bỗng nhiên bên ngoài thành xuất hiện luồng hơi thở mạnh mẽ. Diệp Huyên nhíu mày, sau đó, hắn nhìn thấy đến mấy chục bóng người xuất hiện bên ngoài thành. Thần linh! Thấy vậy! Vẻ mặt Diệp Huyên bỗng chốc trở nên nghiêm trọng. Nhiều thần linh vậy sao? Đùa gì vậy chứ? Diệp Huyên quay đầu nhìn ông lão khẽ nói, càng lúc càng nhiều rồi. Diệp Huyên nhìn bên ngoài, lúc này, những thần linh kia đã lao đến bên ngoài quán ăn, thế nhưng, bọn họ như đang e ngại gì đó, không dám đi vào. Nhìn thấy nhiều thần linh như vậy, Diệp Huyên cũng có chút đau đầu. Nếu đánh thật, thì hắn và An Lan Tú cũng chưa chắn đánh được. Quá nhiều. Diệp Huyên có phần không hiểu, tiền bối, những thần linh này không phải đã bị phong ấn rồi không? Ông lão bình tĩnh nói, bọn họ xuất hiện ở đây, chứng minh phong ấn nơi này đã không còn. Diệp Huyên nhíu mày, bên trên không cử người xuống chân áp sao? Ông lão thấp giọng nói, bên trên có nữ nhân giết loạn, đều giết sạch người chân áp thế giới hư chân rồi. Hiện tại,
bên trên đã rất loạn, sao có thể cử người đến trấn áp chứ? Chậc, nghe nói cô gái kia là vì ca ca mình mà nổi giận giết người. Ca ca nàng ta đúng là không phải thứ tốt lành gì. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Diệp Huyên đen mặt. Lão đầu này nói gì vậy? Lúc này, thần linh bên ngoài quán ăn càng lúc càng nhiều, đã lên hơn 100 người. Thế nhưng những thần linh này đều không dám tiến vào quán ăn, như thể đang có thứ gì ngăn họ lại vậy. Diệp Huyên nhìn về phía ông lão, tại sao bọn họ không thể vào đây? Ông lão bình tĩnh nói, có cấm chế. Diệp Huyên cảm nhận xung quanh, thế nhưng cũng không cảm nhận được gì. Ông lão nhìn Diệp Huyên, xưng hô thế nào? Diệp Huyên cười nói, Diệp Huyên. Nghe vậy, ông lão khẽ giật mí mắt, ngươi. Diệp Huyên nhíu mày, sao vậy? Ông lão do dự chốc lát rồi nói, ngươi là ca ca của cô gái thần bí kia. Diệp Huyên ngây người, sau đó cười nói, đúng vậy. Ông lão im lặng một lúc lâu rồi nói, lời ta nói vừa nãy có hơi lỗ mãng, ngươi cho ta xin lỗi. Diệp Huyên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ông lão nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt trở nên kỳ lạ. Diệp Huyên nghiêm túc nói, muội muội ta là người tốt. Ông lão không nói gì. Diệp Huyên lại nói, thật đó, tính khí nàng ấy rất tốt. Ông lão nhìn Diệp Huyên, vẫn không nói gì. Diệp Huyên cũng cạn lời, vẻ mặt ông lão sao vậy chứ? Ngay lúc này, bên ngoài quán ăn, một thần linh bỗng gầm gừ với Diệp Huyên. Diệp Huyên nhíu mày, hắn nhìn thần linh, người có bệnh à? Thần linh kia nhìn Diệp Huyên chằm chằm, nếu có gan thì ngươi ra đây. Lúc này, ông lão kia bỗng nói, Diệp thiếu, bảo muội muội ngươi ra đánh hắn đi. Diệp Huyên nhìn ông lão thấp giọng nói, những thần linh này rất ngứa đòn. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta không thích dựa vào người khác, hiểu không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vẻ mặt ông lão cứng đờ. Diệp Huyên quay đầu nhìn thần linh kia, không nói rông dài, kiếm thanh huyên của hắn bay thẳng ra ngoài. Bù! Một luồng kiếm quang phá không chém đến. Ngoài cửa, vẻ mặt thần linh kia lập tức thay đổi, tay phải đánh mạnh một quyền. Ầm ầm! Tiếng nổ vang vọng khắp nơi, một vùng kiếm quang nổ tung, thần linh kia trực tiếp bị chém bay. Đồng thời, giữa đất trời bỗng xuất hiện kiếm ý nhân gian vô biên vô tận. Ánh mắt Diệp Huyên trở nên lạnh lẽo chém. Vừa dứt lời, vô vàn kiếm ý nhân gian lập tức hóa thành từng thanh kiếm nhân gian chém về phía những thần linh bên dưới. Kiếm nhân gian ở khắp trời, chút xuống tựa như mưa bão, vô cùng hùng vĩ. Bên ngoài, vẻ mặt những thần linh kia bỗng chốc thay đổi, không nói gì rông dài, mọi người đều xông lên, lao về phía kiếm nhân gian. Rầm rầm. Đột nhiên, bên ngoài vang lên từng tiếng nổ không dứt. Bên trong quán ăn, Diệp Huyên không ngừng ngự kiếm, trăm vạn thanh kiếm nhân gian dưới sự điều khiển của hắn, vô cùng linh hoạt như những cánh tay. Ông lão nhìn Diệp Huyên, ánh mắt có chút kinh ngạc. Thực lực Diệp thiếu này cũng được đấy. Ngay lúc này, Diệp Huyên bỗng xòe tay, thoáng chốc, giữa đất trời, toàn bộ kiếm nhân gian đều ngưng tụ tại một điểm, tạo thành một thanh kiếm khổng lồ. Ngay sau đó, hắn đèn tay phải xuống dưới. Ầm. Thanh kiếm khổng lồ rơi thẳng xuống dưới. Ầm ầm. Chớp mắt, trong thành bỗng bùng nổ kiếm quang cả vạn trượng, vô số cao thủ thần linh đều bị đánh bay. Đất trời rung chuyển. Diệp Huyên xòe tay, kiếm nhân gian bay về trong tay hắn. Diệp Huyên vung tay áo, kiếm nhân gian lập tức biến mất không thấy dấu. Bên ngoài quán ăn, các sinh linh nhìn Diệp Huyên chằm chằm, vẻ mặt vô cùng khó coi. Diệp Huyên lắc đầu, một đám đệ đệ. Các thần linh. Trong quán ăn, ông lão nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp công tử này, không đơn giản. Lúc này, Diệp Huyên bỗng nói, tiền bối, nơi này có cấm chế gì? Ông lão trầm giọng nói, pháp tắc hư chân. Diệp Huyên nhíu mày, pháp tắc hư chân. Ông lão gật đầu, đúng. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, tiền bối, có thể nói cho ta biết về thế giới hư chân không? Hiện tại, hắn cũng có chút hiếu kỳ với thế giới hư chân này. Ông lão cười nói, thế giới hư chân, không phức tạp đến vậy,
toàn bộ thế giới hư chân đều được một vị là cao thủ của thần điện hư chân thống trị. Thần điện hư chân này, được thành lập từ 300 năm trước, khi đó thế giới hư chân có rất nhiều tông môn, có vô số thế gia, mạnh ai nấy làm, mãi đến khi một chủng tộc thần bí xuất hiện, toàn bộ người của thế giới hư chân đều cảm thấy bị đe dọa, vì vậy, bọn họ bắt đầu liên thủ đối phó với chủng tộc hùng mạnh này. Diệp Huyên thấp giọng nói, tổ thần linh. Ông lão gật đầu, đúng. Diệp Huyên khẽ nói, cũng có nghĩa là, hiện tại thần điện hư chân thống nhất cả thế giới hư chân. Ông lão khẽ gật đầu, đúng. Sau khi thần điện hư chân thống nhất vũ trụ hư chân thì bắt đầu dùng toàn lực bồi dưỡng các cao thủ thế giới hư chân, mà sau đó, vũ trụ hư không trở nên hùng mạnh và phồn hoa chưa từng có, cao thủ càng lúc càng nhiều. Nhưng, nói rồi, ông ta khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Diệp Huyên cười nói, có phải sau này thần điện hư chân xuất hiện thành phần sa đọa không? Ông lão thấp giọng nói, còn nghiêm trọng hơn nữa. Diệp Huyên không hiểu, sao lại nói vậy? Ông lão nói, năm đó sau khi vũ trụ hư chân chiến thắng những tộc thần linh kia, bọn họ bắt đầu nghiên cứu những thần linh kia, cuối cùng bọn họ thông qua việc nghiên cứu thần linh, lấy mạnh bù yếu, khiến thực lực bản thân càng lúc càng mạnh, mãi đến sau này, nội bộ thần điện hư chân lại đánh nhau vì tranh giành quyền lợi, bây giờ thế giới hư chân chia thành hai điện Nam Bắc, hai bên tranh giành rất khốc liệt, cho nên bọn họ đều không có thời gian tăng cường phong ấn, khiến rất nhiều thần linh dần dần bắt đầu thoát khỏi phong ấn. Nói rồi, ông ta nặng nề thở dài. Diệp Huyên nhìn ông lão tiền bối là đến từ thần điện hư chân. Ông lão gật đầu, trước kia là vậy. Diệp Huyên khẽ gật đầu, bây giờ những thần linh kia lại trỗi dậy, thần điện hư chân vẫn muốn nội loạn sao? Ông lão thấp giọng thở dài, bây giờ không còn như trước kia nữa, đối với bọn họ mà nói, quyền thế và lợi ích mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, theo ta biết, trong thần điện hư chân có vài người đã bắt đầu hợp tác với những thần linh kia rồi. Nếu không, những thần linh này cũng không thể dễ dàng phá vỡ phong ấn như thế. Nghe vậy, Diệp Huyên nhíu mày, hợp tác với thần linh. So với thần điện hư chân, hắn càng không thích mấy thần linh này. Dù sao, cho dù là người khổng lồ đầu trâu, hay là quỷ nữ thì hắn đều cảm thấy khá tốt, còn những thần linh này, thật sự vô cùng đáng ghét. Ông lão lại thở dài, bọn họ là đang nuôi cáo trong nhà. Những thần linh này trông thì không có đe dọa gì, nhưng, phải biết rằng, trận chiến năm đó, thần điện hư chân thật sự không thể giết chết toàn bộ những thần linh này, mà chỉ là phong ấn, nếu toàn bộ những thần linh này đều phá vỡ phong ấn, thì lúc đó. Nói rồi, ông ta khẽ lắc đầu, ánh mắt có chút lo lắng. Diệp Huyên thì không lo lắng đến vậy, hắn ngồi xuống một bên, sau đó cười nói, tiền bối, làm sao để lên thế giới hư chân? Mục tiêu của hắn chính là đến thế giới hư chân xem. Còn về ân oán giữa thần linh và thần điện hư chân này, hắn không muốn bận tâm. Chỉ cần thần điện hư chân và những thần linh này không nhắm vào vũ trụ quan huyên, thì hắn sẽ mặc kệ, nhưng nếu bọn họ muốn đến vũ trụ quan huyên, thì hắn phải quản rồi. Các ngươi tranh chấp gì, là chuyện của các ngươi, nhưng nếu dám động đến địa bàn của ta, vậy thì không được rồi. Lúc này, ông lão bỗng nói, Diệp công tử, người có hứng thú gia nhập trấn áp thần điện không? Nếu người có hứng thú, ta có thể tiến cử giúp ngươi. Diệp Huyên lập tức lắc đầu, không hứng thú. Ông lão không hiểu, tại sao? Diệp Huyên bình tĩnh nói, người của thần điện hư chân các ngươi ức hiếp muội muội ta. Ông lão lập tức đen mặt, người nói chuyện có lương tâm chút được không? Sốt cuộc là ai đang ức hiếp ai? Người biết nàng ta giết chết bao nhiêu người bên trên rồi không? Diệp Huyên hỏi, tại sao nàng ấy giết người? Ông lão nhìn Diệp Huyên chằm chằm, nàng ta bảo thần điện hư chân chăm sóc ca ca nàng ta, thần điện hư chân không quan tâm nàng ta, hơn nữa hình như còn dùng ngôn ngữ công kích nàng ta. Diệp Huyên lập tức nói, nàng ấy chỉ là bảo các ngươi chăm sóc ca ca nàng ta đôi chút, vậy thì có gì sai? Các ngươi không nghe thì thôi đi. Còn đánh nàng ấy, bỏ qua thực tế, chẳng lẽ các ngươi không sai sao? Vẻ mặt ông lão cứng đờ, cả người cũng ngây ngốc. Huynh muội các ngươi là thần tiên hay gì mà yêu cầu như thế? Trong quán rượu, ông lão không muốn nói chuyện nữa. Ông ta đi tới bên cạnh ngồi xuống, một mình uống rượu, tức giận ghê gớm. Nếu như không phải vì muội muội tên này thật sự rất mạnh, ông ta đã đánh người rồi.
quả thật không hợp thói thường. Diệp Huyên và An Lan Tú ngồi xuống bên cạnh, Diệp Huyên nhìn ra bên ngoài đã càng ngày càng nhiều thần linh, hơn nữa đều đang nhìn chằm chằm hắn. Diệp Huyên lắc đầu, không để ý đến những thần linh này nữa. Đương nhiên hắn sẽ không ra ngoài khiêu chiến những thần linh này, một đánh một thì còn có thể, chứ một đánh nhiều thì vẫn chưa được. Dường như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên chợt lấy tiểu tháp ra, phổ biên chủ kia còn đang tu luyện trong tiểu tháp, bây giờ vẫn chưa đi ra. Hắn hơi tò mò, không biết tên này tu luyện sao rồi. Chẳng lẽ muốn tu đến vô địch rồi mới đi ra? Có khả năng này lắm. Lúc này, những thần linh bên ngoài quán rượu bỗng nhiên tản ra hai bên, ngay sau đó, một cô gái chậm rãi đi đến trước cửa quán rượu. Ba người Diệp Huyên nhìn về phía cô gái mặc một bộ chiến giáp màu đen, buộc tóc đuôi ngựa, bên hông đeo một thanh trường đao, ánh mắt nàng ta có màu tím đậm. Thấy vậy, sắc mặt ông lão bên cạnh lập tức trở nên nghiêm nghị, thần linh đồng tử tím. Diệp Huyên nhìn ông lão, thần linh đồng tử tím. Ông lão gật đầu, những thần linh này cũng chia thành mấy cấp bậc của bọn họ dựa vào đôi mắt để phân chia, lần lượt là thần linh bình thường, thần linh đồng tử đen, thần linh đồng tử vàng, thần linh đồng tử tím, cuối cùng là thần linh đồng tử máu. Cô gái trước mặt là thần linh đồng tử tím, cấp bậc này đã rất cao rồi. Chỉ là, phong ấn của thần linh cấp bậc này đều thuộc hàng mạnh nhất, sao nàng ta có thể xuất hiện ở nơi này? Diệp Huyên cười nói, có phải người của thần điện hư chân các ngươi cố ý thả ra? Ông lão im lặng. Hoàn toàn có khả năng này. Diệp Huyên nghiêm túc nói, các ngươi có nội gián. Ông lão thoáng nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, hình như nàng ta đến tìm ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyên nhíu mày lại, hắn quay đầu nhìn, thần linh đồng tử tím kia đúng là đang nhìn chằm chằm hắn. Diệp Huyên nhìn thấy như vậy, sắc mặt sầm lại, những thần linh này điên rồi sao? Nhất định muốn giết ta, chẳng lẽ bọn họ không biết ta có chỗ dựa? Nghe vậy, sắc mặt ông lão cứng đờ. Mẹ nó! Không theo lẽ thường. Lúc này, cô gái giáp đen bên ngoài bỗng nhiên cất lời, người có chỗ dựa, rất lợi hại sao? Diệp Huyên thoáng nhìn cô gái giáp đen, ta cũng không rõ vì sao các ngươi cứ cắn mãi không buông ta. Các ngươi điên rồi sao? Cô gái giáp đen bình tĩnh nói, nhìn ngươi thấy khó chịu, được không? Diệp Huyên cười nói, đơn đấu. Cô gái giáp đen nhìn chằm chằm Diệp Huyên, đi ra. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi sẽ không đánh hội đồng ta đấy chứ? Cô gái giáp đen khinh thường nói, đánh ngươi còn cần hội đồng. Diệp Huyên cười nói, đến đánh một trận. Vừa dứt lời, hắn lập tức bay ra ngoài quán rượu. Mà lúc này, ông lão kia lên tiếng, Diệp công tử, nàng ta cố ý dụ ngươi ra ngoài. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Ông lão trầm giọng nói, một khi ra ngoài, người muốn đi vào sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, nếu như bọn họ đánh hội đồng ngươi. Diệp Huyên cười nói, chỉ cần bọn họ dám đánh hội đồng ta, hôm nay ta sẽ khiến bọn họ bị diệt sạch sẽ. Nói xong, hắn đi ra ngoài quán rượu. Ông lão im lặng nhìn Diệp Huyên. Có chỗ dựa thì sẽ có lòng tin, nói chuyện đều không mang chút xíu sợ hãi nào. Có chỗ dựa thật tốt. Diệp Huyên đi ra bên ngoài quán rượu, cô gái giáp đen nhìn Diệp Huyên, phất phất tay, thần linh xung quanh lùi về phía sau. Cô gái giáp đen nói, đến đây. Nói xong, nàng ta hóa thành một tia sáng đen phóng lên tận trời. Diệp Huyên cũng hóa thành một luồng kiếm quang phóng lên tận trời, đuổi sát phía sau. Trong quán rượu, ông lão nhìn hai người giữa tinh không, chân mày cau lại. Giữa tinh không, cô gái giáp đen nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngay sau đó, đao bên hông nàng ta đột nhiên rút ra khỏi vỏ. Xoẹt! Thời không nơi đây trực tiếp bị đao quang chém vỡ. Nơi xa, Diệp Huyên nheo mắt lại, hắn chợt rút kiếm chém ra. Quỳnh! Kiếm quang và đao quang vừa tiếp xúc, một luồng sức mạnh kinh khủng bỗng bùng nổ ngay trong tinh không. Rầm rầm! Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không trở nên đen kịt. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Nơi xa, cô gái giáp đen nheo mắt lại, bất chợt bước lên trước một bước, sau đó chém xuống một đao, chảm. Xoẹt! Một luồng đao quang vạn trượng bùng nổ ngay trước mặt nàng ta. Ầm ầm!
Diệp Huyên bị đao kia chém lùi ra ngoài vạn trượng, mà khi hắn vừa dừng lại, chợt có đao thế kinh khủng bao phủ lấy hắn, tiếp đó, lại là một đao chém tới. Đao kia vừa rơi xuống, sức mạnh to lớn trực tiếp mở ra vô giới, hai người tiến vào trong vô giới. Diệp Huyên nheo mắt nhìn, kiếm ý nhân gian trong cơ thể hắn mãnh liệt tuôn trào ra ngoài. Quỳnh! Một vùng kiếm quang bỗng chốc bao phủ toàn bộ vô giới này. Rầm rầm! Thoáng chốc, bên trong vô giới truyền tới những tiếng nổ vang dội, vô số đao quang và kiếm quang đan xen vào nhau, mặc dù hai người trong vô giới, nhưng bởi vì thực lực của hai người quá mạnh, nên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thời không nơi đây. Mà dần dần, kiếm quang của Diệp Huyên biến thành màu đỏ máu. Huyết mạch chi lực. Giờ phút này, Diệp Huyên đã kích hoạt huyết mạch chi lực. Đây là đã nghiêm túc đánh rồi. Trước cửa quán rượu, An Lan Tú nhìn vô giới kia, vẻ mặt rất nghiêm túc. Thực lực của thần linh đồng tử tím này vô cùng mạnh mẽ. Mà lúc này, ông lão bên cạnh lại nói, thần linh đồng tử tím này cũng chưa phát huy toàn bộ thực lực. Nghe vậy, An Lan Tú nhíu mày. Ông lão lại nói, nàng ta bị phong ấn quá lâu, thực lực vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Nói xong, ông ta dừng lại chốc lát rồi nói tiếp, vì sao những thần linh này lại nhằm vào Diệp công tử? An Lan Tú lắc đầu, nàng cũng không biết vì sao những thần linh này muốn dồn Diệp Huyên vào chỗ chết. Đúng lúc này, hơi thở khủng khiếp bỗng nhiên bùng nổ bên trong vô giới. Rầm rầm. Toàn bộ vô giới trực tiếp sôi trào, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám thần linh cũng trở nên nghiêm trọng. Trong vô giới, Diệp Huyên và cô gái giáp đen dừng lại, hai người cách nhau mấy ngàn trượng. Diệp Huyên cầm kiếm Thanh Huyên, cả người tỏa ra hơi thở mạnh mẽ khủng khiếp, không chỉ như vậy, cũng bởi vì huyết mạch chi lực mà kiếm Thanh Huyên biến thành màu đỏ như máu. Cô gái giáp đen nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, đao trong tay nàng ta đã xuất hiện vô số lỗ thủng. Đó là bị kiếm Thanh Huyên chém. Lúc này, cô gái giáp đen chợt mở bàn tay ra, trường đao trong tay nàng ta từ từ biến mất, tiếp đó, nàng ta chậm rãi siết chặt tay phải. Quỳnh! Trong nháy mắt, một vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay nàng ta. Nơi xa, Diệp Huyên nhíu mày lại. Trong lòng hắn tăng thêm đề phòng, cùng lúc đó, vô số kiếm ý nhân gian tràn vào trong kiếm Thanh Huyên. Mà đúng lúc này, cô gái giáp đen chợt hóa thành một tia sáng đen biến mất khỏi nơi đó. Vèo! Khi cô gái giáp đen đi đến đỉnh đầu Diệp Huyên, bên trong vòng xoáy màu đen trong tay nàng ta, một thanh trường đao bỗng nhiên chém xuống. Diệp Huyên nheo mắt nhìn, giơ tay chém ra một kiếm. Cứng rắn va chạm. Quỳnh! Bất thình lình, kiếm quang và đao quang bùng nổ, trong chớp mắt, hai người đồng thời lùi ra xa mấy vạn trượng. Mà khi cô gái giáp đen dừng lại, vô số kiếm nhân gian đột nhiên chém đến trước mặt nàng ta. Trong mắt cô gái giáp đen lóe vẻ dữ tợn, tay phải nàng ta cầm đao, mạnh mẽ chém lên trên một nhát. Xoẹt! Một vùng đao quang hệt như thác nước xuất hiện, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Ầm ầm! Tất cả kiếm nhân gian đều bị ngăn chặn. Mà lúc này, cô gái giáp đen lại lùi ra xa mấy vạn trượng. Sau khi cô gái giáp đen dừng lại, Diệp Huyên ở nơi xa mở bàn tay ra, tất cả kiếm ý nhân gian trở lại trong tay hắn. Diệp Huyên nhìn cô gái giáp đen, đang định nói chuyện thì cô gái giáp đen nơi xa chợt ngẩng đầu, pháp tắc hư chân. Quỳnh! Vừa dứt lời, thời không trên đỉnh đầu nàng ta đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, một con mắt đỏ như máu từ từ lộ rõ. Pháp tắc hư chân. Nhìn thấy cảnh tượng này, ông lão trong quán rượu lập tức thay đổi sắc mặt, ông ta run giọng nói, pháp tắc hư chân, sao có thể, sao nàng ta có thể sai khiến pháp tắc hư chân. Chân trời, cô gái giáp đen nhìn chằm chằm Diệp Huyên, giết hắn. Mà lúc này, Diệp Huyên thoáng nhìn pháp tắc hư chân, cút. Pháp tắc hư chân nhìn Diệp Huyên. Không chút do dự quay người tiến vào trong không gian, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Đệt! Con mắt cũng xác nhận, Kháo Sơn Vương này là người không chọc vào nổi. Cô gái giáp đen! Một tiếng cút, pháp tắc hư chân kia lập tức bỏ chạy. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cô gái giáp đen trở nên vô cùng khó coi, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt ngập tràn nghi ngờ. Diệp Huyên liếc nhìn cô gái giáp đen.
hơi bất mãn, đơn đấu thì đơn đấu, lại còn gọi người. Cô gái giáp đen không tỏ vẻ gì, gọi người thì sao chứ? Khó chịu, vậy ngươi cũng gọi. Diệp Huyên lập tức gọi, Thanh Nhi. Quỳnh. Vừa dứt lời, thời không bên cạnh Diệp Huyên lập tức nứt vỡ, ngay sau đó, một cô gái chậm rãi bước ra. Cô gái mặc váy màu đen, tóc dài xõa vai. Thanh Nhi váy đen. Sau khi Thanh Nhi váy đen tới, nàng không một lời nói nhảm, lập tức xông về phía cô gái giáp đen kia. Vèo. Thời không đột nhiên vỡ ra. Đồng tử cô gái giáp đen bỗng nhiên co rụt lại, nàng ta chắp tay trước ngực, sau đó bổ mạnh một phát về phía trước. Một luồng đao quang vạn trượng chém xuống. Lúc này, một luồng kiếm quang cũng chém tới. Quỳnh. Đao quang lập tức vỡ vụn, cô gái giáp đen bị chém bay ra ngoài mấy vạn trượng, mà nàng ta còn chưa dừng lại thì đã có một thanh kiếm bay đến xuyên thủng giữa trán nàng ta. Hai mắt cô gái giáp đen trợn tròn, cơ thể cứng ngay tại chỗ. Mà lúc này, Hắc Muội xuất hiện bên cạnh nàng ta, nàng giơ tay nắm lấy bím tóc đuôi ngựa của cô gái giáp đen, sau đó bỗng chém ngang một phát. Xoẹt. Trong ánh nhìn của mọi người, cổ của cô gái giáp đen kia cứ thế mà bị nàng chém đứt. Hắc Muội xách đầu cô gái giáp đen chậm rãi đi về phía Diệp Huyên. Mọi người nơi đây. Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng. Hắc Muội này đúng là vô cùng bạo lực. Hơn nữa hắn phát hiện, hình như thực lực của Hắc Muội đã mạnh hơn rất nhiều. Hắc Muội đi đến trước mặt Diệp Huyên, nàng tiện tay ném ra một cái, đầu của cô gái giáp đen rơi xuống dưới chân Diệp Huyên, sau đó cầm kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên đâm vào trong đầu của cô gái giáp đen kia, trong nháy mắt, linh hồn của cô gái giáp đen bị kiếm Thanh Huyên hấp thu. Hắc Muội phủi tay, sau đó nói, giải quyết xong rồi. Diệp Huyên cười nói, thật ra ta có thể giết chết nàng ta, nhưng mà ta muốn gặp muội, cho nên ta mới gọi người. Hắc Muội nhìn chằm chằm Diệp Huyên, khóe miệng hơi cong lên, vậy sao huynh biết là ta đến? Diệp Huyên nghiêm túc nói, trực giác. Hắc Muội lắc đầu cười, huynh chỉ biết lừa ta. Diệp Huyên kéo lấy tay của Hắc Muội, khẽ cười nói, đều là lời từ tận đáy lòng ta. Hắc Muội liếc Diệp Huyên một cái, ta tin, được chưa? Diệp Huyên cười ha ha. Mà lúc này, những thần linh ở xung quanh kia đột nhiên vây lại. Hắc Muội thoáng nhìn những thần linh kia, trong mắt lóe lên tàn bạo, bất thình lình, nàng cầm kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên, sau đó xoay người chém ra. Vèo. Một luồng kiếm quang xé rách thời không bay ra. Vèo. Kiếm quang cực nhanh, trong chớp mắt, đầu của mấy cao thủ thần linh đã bay ra ngoài. Mà lúc này, Diệp Huyên cũng mở bàn tay ra, chỉ thoáng chốc, vô số kiếm nhân gian chém ra. Xoẹt. Trong nháy mắt, chân trời xung quanh bị kiếm quang bao phủ. Một lát sau, Diệp Huyên và Hắc Muội đi ra. Phía sau hai người là một đống thi thể của cao thủ thần linh. Mà linh hồn của bọn họ đều bị kiếm Thanh Huyên hấp thu. Giây phút này, hơi thở của kiếm Thanh Huyên đạt được tăng trưởng vô cùng khủng khiếp. Thấy vậy, khóe miệng Diệp Huyên hơi cong lên. Kiếm Thanh Huyên sắp thăng cấp rồi. Lúc này, Diệp Thanh Thanh váy đen cũng chính là Hắc Muội chợt nói, vì sao những thần linh này muốn nhằm vào huynh? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên cười nói, thật đấy, lần này ta không hề trêu chọc bọn họ. Ta cũng từng hỏi bọn họ rồi, nhưng bọn họ nói với ta rằng, bọn họ nhìn thấy ta là khó chịu. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Thanh Thanh lập tức trở nên lạnh lẽo, đúng là to gan. Mẹ nó chứ, đi. Nói xong, nàng kéo tay Diệp Huyên bay về nơi xa. Dọc đường, Diệp Huyên không hiểu, Thanh Nhi, đi làm gì? Diệp Thanh Thanh nói, đi giết người. Diệp Huyên. Trong quán rượu. Ông lão nhìn về phía tận cùng của chân trời, khẽ nói, vị vừa rồi là. An Lan Tú bình tĩnh nói, muội muội huynh ấy. Ông lão nhìn An Lan Tú, không phải muội muội hắn là vị mặc váy trắng kia sao? An Lan Tú thoáng nhìn ông lão, huynh ấy có rất nhiều muội muội giỏi đánh nhau. Sắc mặt ông lão cứng lại. Tận cùng tinh không. Diệp Thanh Thanh dẫn Diệp Huyên đi đến trước một vùng biển, hai người vừa tới, một ông lão xuất hiện trước mặt hai người, tay phải ông lão cầm một thanh đại khảm đao, tay trái cầm một tấm khiên giáp vàng rộng,
ông ta nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh, vẻ mặt vô cùng đề phòng, các hạ là. Diệp Thanh Thanh chỉ vào vùng biển này, có phải trong này có thần linh? Nghe vậy, ông lão trầm giọng nói, đúng vậy. Diệp Thanh Thanh gật đầu, thả bọn họ ra đi. Ông lão ngẩn ra, sau đó giận tím mặt, ngươi tới cứu những thần linh này, ngươi. Diệp Thanh Thanh cau mày lại, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, bọn ta tới giết những thần linh này. Ông lão tức giận nói, ngươi trông lão phu giống kẻ ngốc lắm sao? Lại còn muốn lừa gạt ta? Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức đen lại. Mẹ nó! Vì sao khi ta nói thật, người khác đều cho rằng ta đang lừa gạt chứ? Diệp Thanh Thanh chợt vung tay chém ra một kiếm. Uỳnh! Trong chớp mắt, ông lão bị chém bay ra ngoài mấy vạn trượng. Ông lão vừa dừng lại, khiên và đao trong tay ông ta đã vỡ nát, sau đó hóa thành hư vô. Diệp Huyên nhìn Diệp Thanh Thanh, trong lòng cũng lấy làm kinh ngạc, khi kiếm Thanh Huyên ở trong tay nha đầu này, uy lực cũng biến thái quá rồi. Nơi xa, ông lão khiếp sợ nhìn Diệp Thanh Thanh, ngươi. Diệp Thanh Thanh mặt không cảm xúc, tránh ra. Ông lão vội nói, được được, vị nữ hiệp này, ta đi thả những thần linh này ra giúp ngươi, nói thật lòng, ta không vừa mắt thần điện hư chân lâu rồi. Ta bằng lòng đánh thần linh tộc với các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên chợt trở nên kỳ lạ. Ngoá! Đây chính là thần điện hư chân. Diệp Thanh Thanh thoáng nhìn ông lão, đương nhiên nàng không để ý đến đối phương rồi, chỉ kéo Diệp Huyên tiến vào sâu trong vùng biển này, ở nơi sâu trong vùng biển này cũng có một cái giếng. Phong ấn. Trong mắt Diệp Thanh Thanh lóe vẻ dữ tợn, phất tay áo lên, kiếm Thanh Huyên bay ra. Vèo. Phong ấn trên miệng giếng lập tức vỡ vụn. Ha ha. Lúc này, vô số hơi thở từ trong miệng giếng phóng lên tận trời. Mà lúc này, Diệp Huyên muốn ra tay. Diệp Thanh Thanh chợt nhìn về phía Diệp Huyên, làm gì vậy? Diệp Huyên chớp chớp mắt, ra tay. Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, còn cần Huynh ra tay sao? Huynh xem là được rồi. Nói xong, nàng hóa thành một luồng kiếm quang xông ra. Diệp Huyên ngây người. Vèo. Nơi xa. Vị thần linh xông ra khỏi miệng giếng đầu tiên còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kiếm Thanh Huyên xuyên thủng giữa trán. Kiếm Thanh Huyên lập tức hấp thu linh hồn hắn ta. Láo xược. Lúc này, sâu trong đáy giếng truyền đến tiếng giống to, láo xược. Nói xong, một luồng hơi thở kinh khủng từ dưới đáy giếng phóng lên tận trời. Lúc này, trong mắt Diệp Thanh Thanh lóe vẻ hung ác, giống mẹ nhà ngươi. Vừa dứt lời. Nàng bỗng hóa thành kiếm quang xông tới. Vèo. Kiếm quang xé rách tất cả, vô cùng đáng sợ. A. À. Lúc này, từ đáy giếng truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cùng lúc đó, vô số kiếm quang không ngừng xuất hiện bên trong miệng giếng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Huyên im lặng. Thực lực của nha đầu này đúng là mạnh mẽ. Lúc này, ông lão kia đi đến bên cạnh Diệp Huyên. Ông ta nhìn Diệp Thanh Thanh đang chém giết loạn xạ nơi xa, run giọng nói, vị công tử này, các ngươi không phải cùng một phe với thần linh tộc. Diệp Huyên lắc đầu, không phải. Ông lão nhìn về phía Diệp Huyên, cung kính nói, xin hỏi phải xưng hô với công tử thế nào? Diệp Huyên bình tĩnh nói, Diệp Huyên. Đệt. Ông lão chợt nhảy dựng lên, kinh ngạc nói, ngươi chính là vua dựa dẫm thích gọi muội kia. Sắc mặt Diệp Huyên cứng lại. Vẻ mặt Diệp Huyên rất khó coi, cực kỳ khó coi. Mẹ nó! Danh tiếng của ta lớn đến vậy sao? Lúc này, ông lão kia quan sát Diệp Huyên, thì ra ngươi chính là vua dựa dẫm trong truyền thuyết kia, hân hạnh, hân hạnh. Diệp Huyên nhìn ông lão, không nói gì. Ông lão vội nói, Diệp thiếu, nữ hiệp kia chính là muội muội ngươi sao? Diệp Huyên không nói gì. Ông lão chớp mắt, Diệp thiếu, vua dựa dẫm. Diệp Huyên bỗng nhìn ông lão, có phải ngươi nghĩ ngươi rất hài hước không? Ông lão cười nhạt, Diệp thiếu, ta không có ý gì khác, chỉ là rất hiếu kỳ về ngươi. Bọn họ đều nói có một vua dựa dẫm đến từ hạ giới, không dễ chọc, hơn nữa, muội muội của hắn cũng chính là cô gái váy trắng kia. Diệp Huyên thản nhiên nói, người thế giới hư chân đều biết ta sao? Ông lão gật đầu, biết rồi. Bởi vì muội muội ngươi ở trên này giết rất nhiều người.
Diệp Huyên nghiêm mặt nói, thật ra, các người đều hiểu lầm ta cả, bình thường ta sẽ không dễ dàng gọi người đâu. Ông lão quay đầu nhìn Diệp Thanh Thanh đang giết loạn, chỉ im lặng. Bình thường ngươi không gọi người, mà người ngươi gọi đến không phải người. Ngay lúc này, Diệp Thanh Thanh ở phía xa bỗng dùng một kiếm chém chết một thần linh cuối cùng, sau khi hấp thụ linh hồn vị thần linh đó, nàng ấy cầm kiếm Thanh Huyên đi đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên khẽ cười, vất vả rồi. Ông lão! Diệp Thanh Thanh nhìn ông lão, ở đâu còn có thần linh phong ấn nữa? Ông lão vội nói, ta đưa các ngươi đi. Diệp Thanh Thanh gật đầu, đi. Dưới sự dẫn dắt của ông lão, hai người bay về tinh không phía xa. Trên đường, Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên, khẽ nói, nha đầu, kiếm này hình như thăng cấp rồi. Diệp Thanh Thanh nhìn kiếm Thanh Huyên, gật đầu, đã thăng cấp rồi. Nói rồi, nàng ấy đưa kiếm Thanh Huyên cho Diệp Huyên. Diệp Huyên cần lấy kiếm Thanh Huyên. Kiếm Thanh Huyên khẽ chuyển động, tiếng kiếm bỗng vang khắp trời, đồng thời, một vết máu đen bỗng xuất hiện trên thân kiếm Thanh Huyên. Diệp Huyên có chút kinh ngạc, đây là... Diệp Thanh Thanh nói, là linh hồn những thần linh kia. Diệp Huyên thấp giọng nói, không phải đã bị hấp thụ rồi sao? Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, đúng là bị hấp thụ rồi. Nhưng, không tiêu diệt được. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Huyên bỗng thay đổi, ý muội là... Kiếm Thanh Huyên cũng không tiêu diệt được bọn họ. Diệp Thanh Thanh gật đầu, nàng ấy nhìn kiếm Thanh Huyên, những linh hồn thần linh này rất đặc biệt, kiếm Thanh Huyên cũng không tiêu diệt được, nhưng lại có thể vĩnh viễn trấn áp được bọn chúng trong kiếm Thanh Huyên. Nói đến đây, nàng ấy chợt dừng lại rồi nói tiếp, thật ra, thanh kiếm cũng có thể giết chết được. Diệp Huyên không hiểu, là sao? Diệp Thanh Thanh nói, vẫn chưa giải phong ấn hoàn toàn. Diệp Huyên nheo mắt, chưa giải phong ấn hoàn toàn. Diệp Thanh Thanh gật đầu, thanh kiếm này vẫn chưa ở trạng thái cực hạn cuối cùng. Nếu kích hoạt được trạng thái cực hạn, thì thật sự có thể phá vỡ mọi pháp tắc. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên, khẽ nói, tiểu hồn, người phải cố gắng đấy. Tiểu hồn. Diệp Thanh Thanh trừng mắt nhìn Diệp Huyên, người phải nỗ lực là huynh đấy. Nó thăng cấp, có liên quan đến huynh, huynh bảo một thanh kiếm đi cố gắng. Huynh đúng là xấu thật. Diệp Huyên cười ha ha. Diệp Thanh Thanh lại nói, thế nhưng, những thần linh này quả thực rất đặc biệt. Diệp Huyên vội hỏi, sao lại nói vậy? Diệp Thanh Thanh khẽ nói, trong linh hồn của bọn họ, có ẩn chứa một loại pháp tắc thần bí, chính là loại pháp tắc này khiến linh hồn bọn họ gần như không thể giết chết. Diệp Huyên thấp giọng nói, Thanh Nhi, muội biết những thần linh này đến từ nơi nào không? Diệp Thanh Thanh lắc đầu, không biết. Diệp Huyên nhìn ông lão bên cạnh, lão đầu, người biết không? Lão đầu. Ông lão nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, chúng ta cũng không biết, chỉ biết có một ngày đột nhiên bọn họ xông vào thế giới hư chân chúng ta, sau đó bắt đầu giết loạn. Cuối cùng, chủ nhân bút đại đạo liên thủ với thần điện hư chân đối phó với bọn họ. Chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên nhíu mày, chủ nhân bút đại đạo giúp các ngươi cùng đối phó với những thần linh này. Ông lão gật đầu, đúng vậy. Năm đó đạo môn liên thủ với thần điện hư chân, cuối cùng mới trấn áp được những thần linh này. Nhưng những thần linh này đều không giết chết được, cực kỳ khiến người ta đau đầu. Chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên im lặng. Mẹ nó. Thứ tại họa này đúng là không đâu không có cả. Ông lão lại nói. Mặc dù ta không biết những thần linh này đến từ đâu, nhưng ta nghĩ, các đại lão trong thần điện hư chân chắc chắn biết. Nói rồi, ông ta nhìn Diệp Huyên, sau này ngươi có thể đi hỏi thử xem. Diệp Huyên khẽ gật đầu, lão đầu, còn có một vấn đề nữa. Ông lão bỗng nói, ta tên Lý Mạc. Diệp Huyên gật đầu, được thôi, lão đầu. Ông lão nhìn Diệp Huyên chằm chằm, không nói gì. Diệp Huyên bỗng nói. Một vấn đề cuối cùng chính là hiện tại nơi này có rất nhiều thần linh đã xóa bỏ phong ấn, mà thần điện hư chân vẫn đang nội loạn, không xuống quản sao. Ông lão lắc đầu, không biết, ta đã thông báo cho bên trên rất nhiều lần, nhưng đều không có phản hồi gì. Chậc, cứ như vậy thì ta phải chuồn đi thôi, lấy chút tiền công mà muốn ta đánh đổi mạng, chắc chắn là không được. Diệp Huyên nhìn ông lão, sau đó nói, nếu toàn bộ thần linh tộc đều xóa bỏ phong ấn. Thì lúc đó, thế giới hư chân chẳng phải cũng gặp nguy hiểm hay sao?
Ông lão cười nói, người bên trên đều không quan tâm, thì ta quan tâm làm gì? Nếu thế giới hư chân thật sự bị đánh bại, thì ta trốn thôi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Rất nhanh sau đó, hai người ông lão và Diệp Huyên đến trước một tòa thành màu đen, cả tòa thành có đầy bùa chú màu đen kỳ dị xung quanh. Thấy vậy, Diệp Huyên chợt nhíu mày, hắn nhìn ông lão, đây là... Ông lão thấp giọng nói, nơi này, phong ấn một vị thần linh đồng tử đỏ. Thần linh đồng tử đỏ. Diệp Huyên nheo mắt, hắn từng nghe ông lão quán ăn kia nói, cấp bậc thần linh đồng tử đỏ này còn trên cả thần linh đồng tử tím kia. Ông lão nhìn tòa thành đen kia, không lâu trước kia, phong ấn nơi này bắt đầu nới lỏng, người thủ thành ở đây không ngăn được, vì vậy cũng chạy rồi. Diệp Huyên nhíu mày, chạy rồi. Ông lão gật đầu, không chạy thì một khi thần linh đồng tử đỏ kia phá phong ấn, xem như xong rồi. Nói rồi, ông ta chợt dừng lại rồi nói tiếp, thật ra, rất nhiều người nơi này đều bắt đầu chạy rồi. Bởi vì mọi người đã có thể cảm nhận được, thế giới hư chân hiện tại cũng không muốn quản chuyện nơi này nữa rồi. Những người như chúng ta, thực lực tuy có thể nhưng đến nơi này đều là vì muốn kiếm chút hư chân tinh, bọn họ không quan tâm thì chúng ta chắc chắn cũng phải chạy thôi. Bởi vì, với thực lực chúng ta, căn bản chúng ta không thể chống chọi được với những người này, chủ yếu là bọn họ có giết cũng không chết được. Diệp Huyên khẽ nói như vậy thì thế giới hư chân này e là không bao lâu nữa cũng sụp đổ thôi. Ông lão thấp giọng thở dài, không nói gì thêm. Hiện tại nội bộ thế giới hư chân rất loạn, mà thành phần cấu kết với những thần linh này cũng không ít, tiếp tục như vậy, thế giới hư chân chắc chắn sụp đổ thôi. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Diệp Huyên chợt u ám. Mẹ nó! Bản thân mình nên quay về vũ trụ quan Huyên. Nếu không, cục diện rối rắm này lại phải do bản thân hắn thu dọn mất. Chủ nhân bút đại đạo. Chuyện này chắc không phải do chủ nhân bút đại đạo sắp xếp chứ. Diệp Huyên nhíu chặt mày. Mẹ nó, tên này biết gây chuyện nhất mà. Mà ngay lúc này, trong thành kia bỗng bùng nổ một luồng hơi thở mạnh mẽ kinh người. Thoáng chốc, toàn bộ phong ấn của cả tòa thành màu đen đều hóa thành cho bụi. Sau khi cả tòa thành đen hóa thành cho bụi, một người đàn ông chậm chậm bước ra. Người đàn ông mặc đồ đen, tóc dài xõa vai, hai mắt đỏ như máu, từng bước đi của hắn ta, khiến cả thời không đều rung chuyển, cực kỳ đáng sợ. Thần linh đồng tử đỏ. Trong tay hắn ta, cầm theo một thanh trường đao đỏ như máu, trên trường đao còn có một ngọn lửa đỏ như máu rất kỳ dị, cực kỳ đáng sợ. Nhìn thấy người đàn ông áo đen, Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Còn vẻ mặt Lý Mạc thì lại trùng xuống, sau đó lùi về sau hai bước. Chỉ cần tình hình có gì bất ổn, thì ông ta sẽ bỏ chạy lập tức. Ông ta chỉ là một người dẫn đường, chứ không liều mạng với thần linh. Lúc này, người đàn ông áo đen bỗng nhìn Diệp Huyên, hắn ta nhìn Diệp Huyên chằm chằm, nhếch miệng cười, cười trông vô cùng gian tà, người chính là vua dựa dẫm bị tội vương truy nã. Tội vương! Diệp Huyên nhíu mày, tội vương mà ngươi nói là ai? Người đàn ông áo đen cười nói, ngươi từng gặp hắn rồi. Diệp Huyên nhíu mày, Thái Sơ thần thụ. Người đàn ông áo đen gật đầu, đúng vậy. Hắn bị phong ấn trong Thái Sơ thần thụ, nhưng có lẽ hắn sắp phá phong ấn rồi. Diệp Huyên có phần không hiểu, có điều ta vẫn luôn nghi hoặc, ta và cao thủ thần linh tộc các ngươi không có ân oán gì, tại sao các ngươi cứ dồn ta vào chỗ chết vậy? Người đàn ông áo đen nhìn Diệp Huyên chằm chằm, cười nói, thấy ngươi thì khó chịu, lý do này, có được không? Diệp Huyên khẽ cười, đương nhiên được, vậy kể từ bây giờ, ta có thể nói cho ngươi biết, ta nhìn thấy thần linh các ngươi cũng khó chịu, cứ hễ thấy thần linh thì ta sẽ giết chết từng người một. Người đàn ông áo đen bỗng nhiên cười lớn, cười không hề kiêng dè, mà huyết đao trong tay hắn ta lúc này cũng khẽ rung chuyển, tỏa ra luồng hơi thở kinh khủng cực kỳ đáng sợ. Lúc này, Diệp Huyên bỗng biến mất khỏi chỗ. Tiếng cười của người đàn ông áo đen chợt dừng lại, hắn ta nheo mắt, hắn ta đột nhiên xoay thanh đao lớn bổ mạnh về phía trước. Răng rắc. Đao này vừa rơi xuống, mấy trăm vạn luồng đao quang đỏ như máu cũng gấp chồng chém xuống, sức mạnh kinh khủng bỗng chốc xóa sạch thời không xung quanh. Vô cùng kinh khủng. Mà lúc này, kiếm của Diệp Thanh Thanh đã đến. Chớp mắt. Mấy trăm vạn luồng đao quang bỗng chốc bị phá vỡ,
luồng sức mạnh trực tiếp đánh bay người đàn ông áo đen kia lùi lại, mà lúc này, một luồng kiếm quang bỗng lóe lên từ trong sân. Ánh mắt người đàn ông áo đen chợt thay đổi, vừa định xuất đao thế nhưng hắn lại kinh sợ phát hiện ra, đao trong tay hắn ta đã vỡ rồi. Bù! Trong lúc người đàn ông áo đen sợ hãi thì một thanh kiếm bỗng nhiên xuyên qua trán hắn ta. Ầm! Thân thể người đàn ông áo đen lập tức cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt vô cùng khó tin, hắn ta không ngờ, bản thân vừa xuất hiện, còn chưa ra vẻ gì thì đã xong rồi. Diệp Thanh Thanh bỗng lao đến trước mặt người đàn ông áo đen, nàng ấy nhìn người đàn ông áo đen chằm chằm, nào, nói cho ta biết, ngươi tính chơi thế nào. Người đàn ông áo đen nhìn Diệp Thanh Thanh chằm chằm, kinh hãi nói, ngươi là ai? Diệp Thanh Thanh bỗng nâng thanh kiếm đánh vào trên má phải người đàn ông áo đen. Bốp! Má phải người đàn ông áo đen lập tức sưng vù. Diệp Thanh Thanh nhìn người đàn ông áo đen chằm chằm, nào, ngươi nói cho ta biết, ngươi thì tính là thứ gì? Người đàn ông áo đen hung tợn nói, sĩ có thể giết, không thể bị sỉ nhục. Diệp Thanh Thanh lại vung kiếm. Bốp! Má trái người đàn ông áo đen lập tức sưng đỏ lên. A! À, người đàn ông áo đen điên cuồng thét gầm. Kiểu sỉ nhục như vậy, còn kinh khủng hơn là giết chết hắn ta. Nhưng, linh hồn hắn bị kiếm Thanh Huyên trấn giữ, căn bản không thể động đậy. Diệp Thanh Thanh khẽ nhếch miệng khinh thường, thứ rác rưởi. Người đàn ông cười hung tợn, ngươi không giết chết ta được. Diệp Thanh Thanh vung tay áo, kiếm Thanh Huyên khẽ rung lên, sau đó lập tức bắt đầu hấp thụ linh hồn này. Cảm nhận được chuyện này, vẻ mặt người đàn ông áo đen lập tức thay đổi, sau đó, ánh mắt hắn ta có chút kinh sợ, ngươi, kiếm này của ngươi. Diệp Thanh Thanh đâm xuyên kiếm qua cổ người đàn ông áo đen, im miệng. Người đàn ông áo đen. Diệp Thanh Thanh quay người đi về phía Diệp Huyên, mà sau lưng, linh hồn người đàn ông áo đen đang bị kiếm hành đạo hấp thụ từng chút một. Không lâu sau, linh hồn đã bị hấp thụ sạch sẽ. Diệp Thanh Thanh xòe tay, kiếm Thanh Huyên bỗng chốc bay vào trong tay nàng ấy, mà lúc này, sau khi hấp thúc một vị thần linh đồng tử đỏ, hơi thở kiếm Thanh Huyên bỗng chốc đã đạt đến đỉnh cao. Diệp Thanh Thanh nhìn kiếm Thanh Huyên, sau đó bình tĩnh nói, đi, đi giết người tiếp. Diệp Huyên. Ở bên cạnh, Lý Mạc kia nhìn Diệp Thanh Thanh, trán đổ đầy mồ hôi. Quá kinh khủng. Đó là một vị thần linh đồng tử đỏ đấy. Thế mà lại giết chết chỉ với hai kiếm. Quá sức nghịch thiên. Mẹ nó, không hổ là vua dựa dẫm. Lúc này, Diệp Thanh Thanh bỗng nhìn Lý Mạc, nơi nào còn có khu phong ấn nữa. Lý Mạc do dự chốc lát rồi nói, theo ta biết, cách mấy nghìn dặm phía trước, còn có một khu phong ấn. Diệp Thanh Thanh gật đầu, dẫn đường. Lý Mạc vội gật đầu, được. Dưới sự dẫn dắt của Lý Mạc, ba người đi về phía chân trời xa xôi. Lúc này, thái độ của Lý Mạc đã chuyển sang tôn kính. Trên đường, Diệp Thanh Thanh bỗng hỏi, ca ca, trước lúc ta rời đi, ta giúp huynh giải trừ trạng thái cực hạn của kiếm này. Diệp Huyên do dự chốc lát sau đó nói, nha đầu, thật ra, tự ta cũng có thể rồi. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Huyên, gật đầu, ta tin huynh, thật đó. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Muội đây là tin sao? Muội xem ca ca muội là kẻ ngốc sao? Đau đầu thật. Diệp Thanh Thanh mỉm cười, ca ca, đừng quan tâm nhiều như vậy, làm là xong việc thôi. Diệp Huyên lắc đầu cười, tính khí nha đầu này, không phải nóng nảy bình thường, nhưng, hắn thích. Rất nhanh sau đó, dựa vào Lý Mạc dẫn đường, ba người đã đến trước một hẻm núi lớn, Diệp Huyên nhìn trong hẻm núi, sau trong hẻm núi có một cái giếng. Xung quanh giếng cũng có đủ các loại bùa chú kỳ dị kinh khủng. Diệp Huyên nhìn những phù chú kia, khẽ nói, lão đầu, phong ấn của những bùa chú này, là do chủ nhân Bút Đại Đạo để lại năm đó sao? Lý Mạc nhìn Diệp Huyên, sau đó gật đầu, đúng. Diệp Huyên thấp giọng nói, những phong ấn này trải qua bao năm tháng, đã bắt đầu chậm rãi buông lỏng rồi. Lý Mạc gật đầu, đúng vậy, nếu không... Những thần linh này sao có thể phá giải phong ấn được chứ? Đáng tiếc, sau trận chiến năm đó, chủ nhân Bút Đại Đạo đã rời đi, sau đó đến tận bây giờ cũng không có tin tức chính xác của y, nếu không, nếu y chịu ra cố phong ấn thì tốt rồi. Diệp Huyên im lặng.
Hiện tại chuyện hắn lo lắng chính là chủ nhân bút đại đạo này và những thần linh kia là cùng một ruột. Nếu thật sự như vậy, thì chuyện rất phiền phức. Trong lúc Diệp Huyên suy nghĩ đắn đo, thì sâu trong hẻm núi kia bỗng có luồng hơi thở mạnh mẽ không ngừng lan ra. Thấy vậy, vẻ mặt Lý Mạc lập tức u ám, vội nói, người trấn thủ nơi này cũng đi rồi. Mấy tên ham sống sợ chết này, lão phu xem thường các ngươi. Diệp Huyên nói, những thần linh kia có lẽ sắp phá vỡ phong ấn rồi. Chắc chắn bọn phải đi rồi, nếu không ở lại nơi này chỉ có thể chờ chết. Lý Mạc thấp giọng thở dài. Ngay lúc này, Diệp Thanh Thanh bỗng nói, ca ca, huynh đứng đây đợi đi. Nói xong, nàng ấy cầm kiếm đi vào trong hẻm núi. Diệp Huyên do dự rồi nói, hay là, ta đi cùng muội. Diệp Thanh Thanh lắc đầu, huynh xem là được rồi. Nói xong, nàng ấy cầm kiếm lao vào trong hẻm núi kia. Diệp Huyên im lặng đứng tại chỗ. Thật ra, Thanh Nhi à, bản thân huynh đánh đấm cũng rất lợi hại mà. Lý Mạc ở bên cạnh nhìn Diệp Thanh Thanh biến mất trong hẻm núi phía xa, sau đó nói, Diệp thiếu, muội muội này của ngươi, đánh lợi hại thật. Diệp Huyên nhìn Lý Mạc, hỏi ngươi chuyện này, hiện tại thần điện hư chân là do ai làm chủ? Lý Mạc lắc đầu, không có ai có thể làm chủ thật sự cả, Nam Phái và Bắc Phái tấn công lẫn nhau, gây chuyện lẫn nhau, vì vậy, loạn không tưởng nổi. Diệp Huyên nhíu mày, không ai có thể chống đỡ đại cục được sao? Lý Mạc lắc đầu, không có. Diệp Huyên im lặng. E rằng thế giới hư chân sắp xong rồi. Lý Mạc thấp giọng nói, chuyện ta lo lắng bây giờ là, có thể có một nhóm đã hợp tác với những thần linh này rồi, nếu thật sự như vậy, vậy thì đúng là cõng rắn cắn gà nhà rồi. Năm đó sở dĩ thế giới hư chân có thể đánh bại những thần linh này, là vì có chủ nhân bút đại đạo cùng với thần chủ hư chân và các cao thủ, mà hiện tại, những cao thủ này đều không còn. Diệp Huyên nhíu mày, chủ nhân bút đại đạo không còn sao? Lý Mạc nhìn Diệp Huyên, nghi hoặc nói, chẳng phải nói chủ nhân bút đại đạo đã chết rồi sao? Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Lý Mạc hỏi, chẳng lẽ chưa chết? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, tạm thời xem như y chết rồi đi. Lý Mạc. Bù. Lúc này, trong hẻm núi sâu thẳm, tiếng kiếm đột nhiên vang lên. Sau đó, trong hẻm núi vang lên từng tiếng kêu la thảm thiết tột cùng. Nghe thấy âm thanh này, Lý Mạc ở bên cạnh lập tức lắc đầu. Đúng là sát tinh mà. Diệp Huyên nhìn hẻm núi sâu thẳm kia, ngay lúc ấy, một luồng sức mạnh kinh người bỗng chốc phá nát cả hẻm núi. Bù! Lúc này lại vang lên tiếng kiếm khắp trời cao. Tiếp đó, một cô gái từ trong kiếm quang chậm chậm bước ra. Người đến. Chính là Diệp Thanh Thanh. Còn kiếm Thanh Huyên trong tay nàng ấy lúc này cũng đang rung chuyển, sức mạnh ẩn chứa bên trong mạnh đến kinh người. Lý Mạc nhìn Diệp Thanh Thanh, không nói gì. Ông ta biết, những thần linh trong hẻm núi đã bị giết sạch rồi. Diệp Thanh Thanh đi đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ấy đưa kiếm cho Diệp Huyên, phải giết thêm mấy vị thần linh nữa thì kiếm này có thể giải phong ấn rồi. Công lao xem như của huynh, vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Ngay lúc này, vẻ mặt Diệp Huyên bỗng chốc thay đổi, hắn vội xòe tay, trong lòng bàn tay, một luồng kiếm ý chậm rãi chuyển động. Diệp Huyên lập tức quay người nhìn. Quỷ nữ gặp nguy hiểm sao? Diệp Huyên lập tức kéo tay Diệp Thanh Thanh, Thanh Nhi, đi. Nói rồi, hắn kéo Diệp Thanh Thanh trực tiếp ngự kiếm biến mất nơi chân trời. Trên đường, Diệp Thanh Thanh hỏi, sao vậy? Diệp Huyên thấp giọng nói, bạn của ta gặp nguy. Diệp Thanh Thanh đang định nói thì ngay lúc này, nơi cuối tinh không xa xôi bỗng truyền đến luồng hơi thở khủng khiếp. Diệp Huyên lập tức lại dụng kiếm Thanh Huyên di chuyển thẳng đến địa bàn của quỷ nữ, vừa đến, một luồng thần thức cực kỳ đáng sợ lập tức bao phủ lấy hắn. Lúc này, Diệp Huyên nhìn thấy quỷ nữ gần đó, bấy giờ, tay phải quỷ nữ đã bị chặt đứt, hơn nữa, chỉ còn lại linh hồn, mà linh hồn quỷ nữ lúc này cũng đang biến mất với tốc độ nhanh chóng. Quỷ nữ nhìn thấy Diệp Huyên thì bỗng ngây người, sau đó vội nói, đi mau, ta không biết nàng ta mạnh đến vậy, mau đi đi. Diệp Huyên xòe tay, kiếm Thanh Huyên lập tức xuyên vào linh hồn quỷ nữ. Kiếm Thanh Huyên lập tức chấn giữ linh hồn quỷ nữ. Diệp Huyên quay người nhìn sang, trước mặt hắn không xa có một cô gái đứng đó, cô gái mặc đồ trắng, tóc dài khẽ bay,
đôi mắt đen trắng kỳ lạ, một bên trắng một bên lại đen. Nhìn thấy cô gái này, sắc mặt Lý Mạc ở bên cạnh lập tức thay đổi, thần linh song đồng. Nói rồi, ông ta lập tức quay người, hóa thành một luồng sáng biến mất nơi chân trời. Chạy rồi. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên trùng xuống. Thực lực của quỷ nữ, hắn biết rõ, nhất là sau khi tu luyện trong tháp nhỏ, thực lực nàng ta cực kỳ kinh khủng, thế nhưng lại bị cô gái áo trắng trước mặt này đánh bại dễ dàng như vậy. Còn Lý Mạc kia nữa, đối phương đã biết rõ thực lực của Diệp Thanh Thanh, nhưng lúc này, khi nhìn thấy cô gái áo trắng, thì đối phương lại dứt khoát chạy trốn. Thần linh song đồng. Diệp Huyên nhìn cô gái áo trắng, không cần nghi ngờ, cấp bậc cô gái này chắc chắn vượt xa thần linh đồng tử đỏ. Mà lúc này, cô gái áo trắng kia vẫn luôn nhìn Diệp Thanh Thanh chằm chằm, trong tay nàng ta đang cầm một thanh kiếm. Là kiếm tu. Nàng ta cũng là một kiếm tu. Kiếm của cô gái áo trắng, dài 3 thước, rộng 1 đốt ngón tay, rất nhỏ, trên mũi kiếm tỏa ra hàn mang lạnh lẽo, ngoài ra, trên thân kiếm còn có một chữ nhỏ đỏ như máu, sát. Kiếm sát. Diệp Thanh Thanh cũng đang nhìn cô gái áo trắng. Ngay lúc này, cô gái áo trắng bỗng nhiên biến mất. Bù. Chớp mắt, một luồng kiếm quang bỗng chốc đã đến trước mặt Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh bỗng đâm kiếm ra. Ầm. Mũi kiếm đối chọi với mũi kiếm. Hai luồng sức mạnh bỗng chốc bùng nổ, chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ mọi thứ trong sân đều hóa thành cho bụi. Khi kiếm khi tan đi, kiếm thanh huyên của Diệp Thanh Thanh và kiếm của cô gái áo trắng vẫn đang giằng co với nhau. Mà kiếm của cô gái áo trắng lại không hề tổn hại gì. Thấy vậy, ánh mắt Diệp Huyên bỗng thay đổi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, có một thanh kiếm có thể so được với kiếm thanh huyên, mà không bị tổn thất gì. Chuyện đáng sợ nhất là, một kiếm này của cô gái áo trắng này đối mặt với Diệp Thanh Thanh, mà cũng không bị lép vế. Lúc này, ở bên phải bỗng xuất hiện một người đàn ông. Người đàn ông mặc áo bào trắng, trong tay cầm một thanh trường thương, mà đôi mắt hắn ta cũng là một đen một trắng. Thần linh song đồng. Lại thêm một vị đến nữa. Chuyện quan trọng nhất là, bên cạnh người đàn ông này, còn có một ông lão áo đen đang đứng, mà ông lão áo đen này, cũng là thần linh song đồng, mà sau lưng hai người họ, còn có vô số thần linh. Trong đó có 20 thần linh đồng tử đỏ, thần linh đồng tử tím cũng có đến hơn 100 người. Thấy vậy, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức u ám. Diệp Thanh Thanh bỗng nói, gọi người. Gọi người. Diệp Huyên im lặng chốc lát, sau đó hắn lập tức lên tiếng, Thanh Nhi. Ầm. Thoáng chốc, sau lưng Diệp Huyên, thời không nứt ra, một cô gái váy trắng chậm rãi bước ra. Thiên mệnh váy trắng. Nhưng vẫn chưa kết thúc, thời không lại nứt ra, một cô gái mặc áo bảo hoa chậm rãi bước đến. Đồ. 3 vị thiên mệnh tề tựu. Thế nhưng, vẫn chưa hết. Ầm. Thời không lại nứt ra, một cô gái lại xuất hiện. Mộ Niệm Niệm. Mộ Niệm Niệm tay cầm một thanh trường thương, khẽ vung lên, kiếm quang chớp sáng. Khi Mộ Niệm Niệm xuất hiện, bên phải Diệp Huyên, thời không bỗng nứt ra, lại thêm một cô gái chậm rãi xuất hiện. Cô gái đi ra cột tóc đuôi ngựa, tay cầm trường thương. An Lan Tịnh. Nữ võ thần đời đầu. Nhìn thấy nhiều người như vậy, bản thân Diệp Huyên cũng ngây người. Đang chơi trò gì vậy? Đến nhiều như vậy. Đối diện với Diệp Huyên, người đàn ông đứng đầu thần linh song đồng kia nhìn nhóm người bên cạnh Diệp Huyên, vẻ mặt bình tĩnh, người, hình như thiếu một ít. Vậy sao? Đột nhiên An Lan Tịnh lên tiếng, sau đó, người chưa động thì thương đã ra chiêu. Bù! Người đàn ông song đồng kia nheo mắt, cũng đâm thương ra. Ầm! Va chạm! Đối chọi gay gắt. Rầm rầm. Thoáng chốc, một làn sóng dư âm thương mang đáng sợ bỗng lan ra từ trong sân. Thời không xung quanh trong vòng mấy trăm vạn dặm lúc này cũng bỗng chốc trở nên u tối. Vô giới khởi động. Tất cả mọi người đều tiến vào vô giới. Mà ngay lúc này, An Lan Tịnh tay cầm thương bỗng vung lên chắn ngang. Người đàn ông song đồng nheo mắt, cầm thương chắn ngang. Ầm. Trong chớp mắt, người đàn ông song đồng lập tức bay lùi đến vạn trượng, khi hắn ta vừa dừng lại,
một thanh trường thương bỗng phá không xuyên tới. Ầm. Người đàn ông song đồng lại bị đẩy lùi vạn trượng. Mà lúc này, An Lan Tịnh bỗng cầm trường thương vung mạnh. Bù. Thời không trong vô giới lập tức bùng nổ. Đùng đoàng. Ở phía xa, người đàn ông song đồng bỗng chốc lùi ra mấy vạn trượng. Vừa dừng lại thì thân xác hắn ta lập tức vỡ nát. Lúc này, An Lan Tĩnh lại biến mất. Ở bên cạnh, ông lão song đồng nheo hai mắt, đang định ra tay thì lúc ấy, một luồng kiếm quang bỗng chắn trước mặt ông ta. Ông lão quay đầu nhìn, chỉ thấy Mộ Niệm Niệm đang nhìn ông ta chằm chằm, đấu đơn, đừng có đánh nhóm. Ông lão song đồng xòe tay, bỗng chốc, một lá bùa phóng thẳng lên trời, trên trời, lá bùa kia lập tức hóa thành một ngọn lửa rồi biến mất. Gọi người. Mộ Niệm Niệm khẽ cười, không hề bận tâm. Ầm ầm. Ngay lúc này, người đàn ông song đồng ở phía xa đã bị An Lan Tịnh đánh lùi đến mấy vạn trượng. Hoàn toàn bị chấn áp. Thực lực người đàn ông song đồng tuy cũng rất mạnh, nhưng người đối mặt hắn ta lại là một vị võ thần. Dầm. Ngay lúc này, người đàn ông song đồng bỗng lùi mạnh đến mấy vạn trượng, khi hắn ta vừa dừng lại thì một thanh trường thương đột nhiên phá không xuyên đến. Ánh mắt người đàn ông song đồng thay đổi, hắn ta cầm thương chặn ngang. Ầm. Một luồng thương ý kinh khủng bỗng bùng nổ từ trong thương. Dầm. Thế nhưng, luồng thương ý kia vừa xuất hiện thì lập tức bị đánh tan. Bù. Trường thương của An Lan Tịnh trực tiếp xuyên qua giữa trán người đàn ông song đồng. Ầm. Thân xác người đàn ông song đồng thoáng chốc đã vỡ vụn, lúc này linh hồn cũng trực tiếp hóa thành mảnh vụn. Nhưng sau đó, linh hồn hắn ta lại lập tức ngưng tụ lại trong tầm mắt mọi người, sau đó khôi phục bình thường như cũ. Bùm! Một luồng hơi thở linh hồn mạnh mẽ trực tiếp đánh bay trường thương của An Lan Tĩnh. Thấy vậy, An Lan Tĩnh khẽ nhíu mày, nàng ta xòe tay, trường thương quay về trong tay mình. Nhìn thấy linh hồn người đàn ông song đồng lập tức khôi phục lại bình thường, nhóm Mộ Niệm Niệm trong sân đều nhíu chặt mày. Diệp Huyên bỗng nhiên đi đến bên cạnh Mộ Niệm Niệm, hắn nhếch miệng cười, Niệm tỷ. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, cười nói, đã lâu không gặp. Diệp Huyên vội gật đầu, chúng ta đều đã lâu không gặp rồi. Mộ Niệm Niệm cười nói, từ sau khi ta lên từ Thái Sơ thần tộc, vốn muốn ở đây đợi đệ, nhưng nghĩ đến đệ vẫn còn một vũ trụ nữa phải quản, nên ta lên trước vậy. Diệp Huyên cười nói, ta sắp lên rồi. Mộ Niệm Niệm khẽ cười rồi nói, mặc dù đã lâu không gặp, nhưng hai người sau khi gặp lại thì tình cảm vẫn như cũ. Lúc này, Thanh Nhi váy trắng bỗng chậm rãi bước đến, nàng nhìn cô gái áo trắng phía xa, sau đó nói, kiếm này của nàng ta không đơn giản. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều nhìn vào kiếm của cô gái áo trắng. Diệp Huyên có phần không hiểu, Thanh Nhi, kiếm của nàng ta là... Thanh Nhi váy trắng bình tĩnh nói, cũng giống như bọn họ. Đều ẩn chứa một loại pháp tắc thần bí chưa biết bên trong. Pháp tắc thần bí. Diệp Huyên nhìn cô gái áo trắng, lúc này, cô gái áo trắng và Diệp Thanh Thanh đã tách ra, hai người đều không xuất thêm chiêu kiếm nào. Mà hiện tại, hai bên cũng hình thành thế giằng co trong sân. Lúc này, người đàn ông song đồng linh hồn khôi phục lại ở phía xa kia bỗng lên tiếng, các ngươi không phải người của thần điện hư chân. Diệp Huyên bình tĩnh nói, tất nhiên không phải, đương nhiên, chuyện này không quan trọng, quan trọng là, các ngươi không phải nhìn thấy ta là không vui sao. Người đàn ông song đồng nhìn Diệp Huyên chằm chằm, người chính là Kháo Sơn Vương trong lời tội vương kia. Kháo Sơn Vương. Diệp Huyên đen mặt. Người đàn ông song đồng nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, vốn dĩ muốn đi tìm ngươi, không ngờ ngươi lại chủ động tìm đến, nếu đã như vậy, bây giờ cứ giải quyết ngươi thôi. Vậy sao? Lúc này, Đồ ở bên cạnh bỗng chậm chậm bước ra, nàng ấy nhìn người đàn ông song đồng, xòe tay, kiếm Thanh Huyên bỗng bay vào trong tay nàng ấy, khẽ cười, ngươi là cái thá gì chứ? Vừa dứt lời, nàng ấy bỗng nhiên biến mất. Lúc này, cô gái áo trắng ở phía xa đột nhiên nheo mắt, đang định xuất kiếm nhưng khi ấy, một luồng kiếm quang bỗng chém đến trước mặt nàng ta. Ánh mắt cô gái áo trắng chợt trở nên lạnh lẽo. Nâng tay chém ra một kiếm. Ầm. Hai luồng kiếm quang bùng nổ, sau đó, Diệp Thanh Thanh lao đến trước mặt cô gái áo trắng, lại chém xuống một kiếm.
cô gái áo trắng không hề lo sợ, thẳng tay cầm kiếm chém giết. Rầm rầm. Thoáng chốc, hai luồng kiếm quang lập tức bùng nổ trong sân. Tiếp đó, hai cô gái lại lao vào đại chiến. Hai bên đều nhìn đối phương không thuận mắt. Mà lúc này, Đồ cũng đã chém giết đến trước mặt người đàn ông trung niên, ánh mắt người đàn ông trung niên chợt hung tợn, hắn ta bỗng gào lên, tay cầm trường thương đâm mạnh về phía trước, chớp mắt, vô số hơi thở linh hồn kinh sợ lao ra từ trong thân thể hắn ta. Thế nhưng, chuyện hắn không biết là, thanh kiếm trong tay Đồ lại có công hiệu kiềm chế linh hồn. Bù! Trong tầm mắt của mọi người, kiếm Thanh Huyên lập tức xé nát luồng hơi thở linh hồn đáng sợ kia, ngay sau đó, trường kiếm đâm thẳng đến, xuyên qua giữa trán linh hồn người đàn ông trung niên. Ầm. Linh hồn người đàn ông trung niên lập tức bị ghim chặt tại chỗ, sau đó, linh hồn bỗng bùng cháy, sau đó lại bị kiếm Thanh Huyên hấp thụ. Cảm nhận được chuyện này, ánh mắt người đàn ông trung niên thay đổi hắn, sao có thể? Vẻ mặt Đồ vô cảm, vung tay áo, kiếm Thanh Huyên khẽ rung lên, sau đó, linh hồn người đàn ông trung niên lập tức tan biến với tốc độ nhanh chóng. Ở phía xa, ông lão song đồng kia nhìn thấy vậy, vẻ mặt bỗng chốc thay đổi, ông ta đang định ra tay nhưng lúc này, một luồng hơi thở trực tiếp khóa chặt ông ta. An Lan Tịnh. An Lan Tịnh nhìn ông lão song đồng, không nói gì. Vẻ mặt ông lão song đồng cực kỳ khó coi, ông ta nhìn người đàn ông trung niên đang bốc cháy phía xa, ông ta biết, nếu tiếp tục như vậy, người đàn ông trung niên có thể sẽ bị xóa bỏ thực sự. Nghĩ đến đây, ông GTA bỗng nói, ra tay. Nói rồi, ông ta lập tức lao về phía người đàn ông trung niên. Nhưng lúa này, trường thương của An Lan Tịnh bỗng xuất chiêu. Quỳnh. Một thương trực tiếp ngăn chặn ông lão song đồng. Đồng thời, một mình Mộ Niệm Niệm chặn lại trước mặt nhóm cao thủ thần linh. Khi hai bên chuẩn bị ra tay đại chiến. Ầm. Trên trời, từng luồng hơi thở mạnh mẽ bỗng xuất hiện. Sau đó, bầu trời nứt ra, từng cao thủ lao ra ngoài. Thấy vậy, ông lão song đồng ở bên cạnh cũng thở phào trong lòng. Viện binh đến rồi. Gọi người. Diệp Huyên nhíu mày, gọi người ngay trước mặt mình. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cách đó không xa, một người đàn ông mặc áo bào đỏ thong thả bước tới. Mà hai mắt của người đàn ông áo bào đỏ này đang nhắm lại, nhìn không ra gã ta là đồng tử gì. Nhưng phía sau gã ta có ba thần linh song đồng đang đứng. Trừ họ ra, còn có mấy chục thần linh đồng tử đỏ. Nhìn thấy đội hình này, sắc mặt Diệp Huyên bỗng trở nên nặng nề. Người đàn ông áo bào đỏ vừa xuất hiện đã nhìn về phía người đàn ông trung niên đang bị kiếm Thanh Huyên nuốt chửng ở nơi xa, bởi vì linh hồn hắn ta vô cùng mạnh mẽ, cho nên đến bây giờ kiếm Thanh Huyên vẫn chưa hấp thu hết hắn ta. Người đàn ông áo bào đỏ đột nhiên phất tay áo lên. Một luồng sức mạnh kinh khủng phủ xuống. Mà lúc này, An Lan Tịnh xuất hiện ở trước mặt người đàn ông áo bào đỏ, nàng ấy dứt khoát đâm ra một thương. Quỳnh! Luồng sức mạnh kinh khủng của người đàn ông áo bào đỏ kia bị một thương này đánh nát. Người đàn ông áo bào đỏ quay đầu nhìn An Lan Tịnh cầm trường thương trong tay, ngay sau đó, nàng ấy biến mất khỏi nơi đó. Răng rắc! Thời không vô giới nơi đây trực tiếp vỡ nát. Chân trời, người đàn ông áo bào đỏ đột nhiên giơ ngón tay chỉ xuống. Quỳnh. Một luồng hồng mang mãnh liệt bùng phát, trong chớp mắt, toàn bộ vô giới hoàn toàn vỡ vụn, mọi người rối rít trốn vào trong một thời không khác. Rầm rầm. Ngón tay này cứ thế mà chỉ trúng thương của An Lan Tịnh, hai người vừa tiếp xúc, một luồng sức mạnh còn to lớn hơn bùng phát ra ngoài, trong nháy mắt rung động mấy trăm vạn dặm. Lúc này, trong mắt An Lan Tịnh lóe vẻ dữ tợn, nàng ấy dứt khoát vứt bỏ trường thương, xông về phía trước, vung tay đấm về phía đầu của người đàn ông áo bào đỏ, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới. Mà lúc này, người đàn ông áo bào đỏ cũng lập tức giơ tay trái chắn ngang trước mặt. Bịch. Kèm theo tiếng vang trầm đục nặng nề, lấy hai người làm trung tâm, gợn sóng xung kích mang sức mạnh khủng bố bộc phát ra xung quanh. Mà lúc này, công kích của An Lan Tịnh giống như mưa rền gió dữ đánh về phía người đàn ông áo bào đỏ. Lúc đầu người đàn ông áo bào đỏ còn có thể ngăn chặn, nhưng dần dần, gã ta đã bắt đầu lùi về phía sau. Nhìn thấy cảnh này,
sắc mặt những cao thủ thần linh tộc ở đây đều trở nên vô cùng khó coi. Giờ phút này, sắc mặt ông lão song đồng bên dưới cũng trở nên cực kỳ khó coi, ông ta không ngờ người phụ nữ này lại có thể chèn ép Dịch Vương đến vậy. Ông lão song đồng thoáng nhìn mấy người phụ nữ nơi đây, trong lòng cũng hơi khiếp sợ. Thực lực của mấy người phụ nữ này quả thật khủng bố. Quỳnh! Đúng lúc này, người đàn ông áo bào đỏ ở phía chân trời bất chợt bộc phát ra hồng mang kinh khủng, trong nháy mắt, An Lan Tịnh bị chấn động đẩy lùi về phía sau, nhưng mà, trong quá trình lùi lại, một thanh trường thương phá không bay tới. Rầm rầm! Trong nháy mắt, người đàn ông áo bào đỏ bị thương này đánh bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Sau khi An Lan Tịnh dừng lại, nàng ấy bỗng dậm mạnh chân phải. Quỳnh! Một vệt sáng chợt lóe lên. Nơi xa, người đàn ông áo bào đỏ kia nheo mắt nhìn, tay phải nắm chặt lại, sau đó, vô số sức mạnh kỳ lạ ngưng tụ trong lòng bàn tay gã ta, tiếp theo, gã ta đấm mạnh một cú về phía trước. Quỳnh! Trên nắm đấm, một tia hồng mang kỳ lạ tuôn trào ra ngoài. Ầm ầm! Kèm theo tiếng nổ vang dội đinh tai nhức óc, An Lan Tịnh và người đàn ông áo bào đỏ đồng thời lùi nhanh về phía sau, mà trước mặt hai người, vô số gợn sóng xung kích mang sức mạnh kinh khủng lan rộng ra bên ngoài, những cao thủ xung quanh liên tục lùi về sau chống đỡ. Mà lúc này, An Lan Tịnh dừng lại. Nàng ấy mở bàn tay ra, trường thương lập tức xuất hiện trong tay, nàng ấy chậm rãi nhắm hai mắt lại, trường thương trong tay run rẩy kịch liệt, ngay sau đó, nàng ấy bỗng mở mắt ra, tiếp theo, cả người lao thẳng ra ngoài. Nhưng mà, rất kỳ lạ. Bởi vì trong khoảnh khắc lao ra, vậy mà thể xác và linh hồn của nàng ấy lại tách rời. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên nhíu mày, đây là chiêu gì vậy? Nơi xa, người đàn ông áo bào đỏ nhìn thấy cảnh này, lông mày chợt nhíu lại, ngay sau đó, gã ta đột nhiên mở mắt ra, trong hai mắt, ánh sáng trắng giống như thủy triều tràn ra ngoài. Rầm rầm. Trong ánh mắt của mọi người, ánh sáng trắng kia vỡ vụn. Một thanh trường thương đâm trúng giữa trán người đàn ông áo bào đỏ, nhưng đúng lúc này, một cánh tay quỷ dị từ trong cơ thể người đàn ông áo bào đỏ thò ra, ngay sau đó, cánh tay này chạm một cái lên trên trường thương của An Lan Tịnh. Quỳnh! Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa bộc phát ra ngoài, An Lan Tịnh chợt lùi về chỗ cũ, nhưng người đàn ông áo bào đỏ cũng lùi xa gần 10 vạn trượng, sóng xung kích mang sức mạnh to lớn do hai người phóng thích ra trực tiếp lan xa mấy ngàn vạn dặm. Cực kỳ đáng sợ. Sau khi An Lan Tịnh dừng lại, nàng ấy nhìn về phía người đàn ông áo bào đỏ kia, lông mày khẽ nhíu lại. Sức mạnh của cánh tay vừa rồi vô cùng quỷ dị. Nơi xa, người đàn ông áo bào đỏ đã mở mắt ra, gã ta là đồng tử trắng, một màu trắng tinh. Mà giờ phút này, sắc mặt gã ta cũng rất nghiêm túc. Thực lực của người phụ nữ này đã vượt xa dự liệu của gã ta. Mà lúc này ở nơi xa, linh hồn của người đàn ông song đồng kia đã hoàn toàn bị kiếm thanh huyên nuốt chửng. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt người đàn ông áo bào đỏ trở nên u ám. Mà một bên khác, Diệp Thanh Thanh cũng đang chiến đấu với cô gái áo trắng kia, kiếm đạo của hai người đều cực kỳ kinh khủng, nhưng giờ phút này, Diệp Thanh Thanh đã bắt đầu áp chế cô gái áo trắng kia. Người đàn ông áo bào đỏ im lặng một lúc lâu, gã ta bỗng nhìn xuống Diệp Huyên bên dưới. Nếu các người bằng lòng giao người này ra, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày lại. Lúc này, Mộ Niệm Niệm cười nói, nếu không thì sao? Người đàn ông áo bào đỏ thoáng nhìn Mộ Niệm Niệm, vậy hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Mộ Niệm Niệm khẽ cười, tới đây. Nói xong, nàng hóa thành một luồng kiếm quang phóng lên tận trời. Giác, thời không trước mặt người đàn ông áo bào đỏ bỗng nhiên vỡ ra, kiếm quang lập tức giết tới. Người đàn ông áo bào đỏ nheo mắt lại, lần này, gã ta không tự mình ra tay, cánh tay quỷ dị vừa rồi lại thò ra khỏi cơ thể gã ta, sau đó giơ ngón tay chạm vào thân kiếm của Mộ Niệm Niệm. Quỳnh! Kèm theo một vùng kiếm quang bùng nổ, Mộ Niệm Niệm trở về chỗ cũ, mà người đàn ông áo bào đỏ cũng liên tục lùi về sau. Mộ Niệm Niệm nhìn về phía người đàn ông áo bào đỏ, lông mày hơi nhíu lại. Cánh tay kia cực kỳ quỷ dị. An Lan Tịnh đi đến bên cạnh nàng, nàng ấy thoáng nhìn người đàn ông áo bào đỏ kia, sau đó nói, sức mạnh của cánh tay kia không phải của gã ta. Mộ Niệm Niệm gật đầu,
Thực lực của người đàn ông áo bào đỏ này rất mạnh, nhưng mà, nếu không có cánh tay kia, gã ta căn bản không phải là đối thủ của An Lan Tịnh. Lúc này, Diệp Huyên đi đến bên cạnh hai người bọn họ, hắn nhìn người đàn ông áo bào đỏ kia, sau đó nói, rốt cuộc đám người này đến từ nơi nào? Mộ Niệm Niệm nói, không biết. An Lan Tịnh nói, phụ thân con từng qua lại với bọn họ. Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt. Thế mà cha mình lại từng qua lại với đám người này. Dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt Diệp Huyên chợt sầm lại, An Di, sở dĩ những thần linh này đến đánh con như vậy, không phải là cha con cố ý sắp xếp đấy chứ. Nghe vậy, An Lan Tịnh khẽ lắc đầu, không phải, ta cũng không biết vì sao bọn họ lại nhằm vào con như vậy. Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, bỏ đi. Bây giờ cho dù những thần linh này không nhằm vào hắn, hắn cũng phải nhằm vào những thần linh này rồi. Cái quái gì không biết. Đúng lúc này, người đàn ông áo bào đỏ ở phía chân trời chợt gần giọng nói, nếu các ngươi muốn bảo vệ hắn, vậy thì chết chung với hắn đi. Vừa dứt lời, gã ta vung tay phải lên, giết. Giết. Đây là muốn đánh hội đồng. Cũng là chuyện bình thường, dù sao đơn đả độc đấu không chiếm được ưu thế. Những người bên phía Diệp Huyên đều rất giỏi đánh nhau. Thấy đám người đàn ông áo bào đỏ không nói võ đức, Diệp Huyên sầm mặt lại, mà đúng lúc này, An Lan Tịnh ở bên cạnh đột nhiên mở bàn tay ra, một phù ấn phóng lên tận trời. Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó nói, An Di, người gọi cha con sao? An Lan Tịnh lắc đầu, không phải. Diệp Huyên không hiểu, đó là. An Lan Tịnh không trả lời. Nàng ấy ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khẽ nói, tới rồi. Tới rồi. Đến rồi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên. Quỳnh. Bất thình lình, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở sâu trong tinh không, ngay sau đó, một cô bé chậm rãi đi ra. Bên trên cô bé mặc một chiếc áo tê sớt màu trắng, ở giữa còn có hình vẽ một con gấu trúc vô cùng đáng yêu, mà bên dưới cô bé mặc một chiếc quần bò. Nơi đầu gối có mấy vết rách, trên chân đi một đôi giày màu trắng, rất sạch sẽ. Mà trên đầu cô bé đeo một chiếc tai nghe, bên trong truyền ra tiếng nhạc vô cùng truyền cảm, chân cô bé còn không ngừng nhún nhảy phiêu theo tiếng nhạc này. Trên bả vai cô bé còn có một nhóc con lông xù màu trắng. Cả người nhóc con trắng như tuyết, hai mắt mở ra thật to, vô cùng tò mò. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyên ngây ngẩn cả người. Gọi Nhị Nha và Tiểu Bạch tới. Đây là điều hắn hoàn toàn không ngờ tới. Lúc này, An Lan Tịnh ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, Nhị Nha. Nghe thấy lời của An Lan Tịnh, Nhị Nha chợt giật mình, cô bé vội vàng bay đến bên cạnh An Lan Tịnh, nhếch miệng cười một tiếng, An Tỷ. Nói xong, cô bé vẫy tay với Diệp Huyên, Tiểu Huyên Tử. Tiểu Bạch cũng khua khua vuốt nhỏ, toét miệng cười với Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, Nhị Nha, Tiểu Bạch, chào mọi người. Nhị Nha đánh giá Diệp Huyên, Tiểu Huyên Tử, người hơi yếu nha. Sắc mặt Diệp Huyên cứng lại. An Lan Tịnh lên tiếng, đánh nhau. Đánh nhau. Nhị Nha quay đầu nhìn, khi thấy những thần linh kia, cô bé nhăn mày lại, ngay sau đó, cô bé chợt nói, Tiểu Bạch, gọi người. Tiểu Bạch gật đầu, ngay sau đó, nó đột nhiên vỗ hai cái vuốt nhỏ. Bốp! Tiếng móng vuốt vỗ vào nhau vang lên lanh lảnh. Diệp Huyên chớp chớp mắt, không có động tĩnh gì cả. Lúc này, Tiểu Bạch lại vỗ móng vuốt lần nữa. Quỳnh! Bất thình lình, thời không nơi đây trực tiếp vỡ ra, ngay sau đó, những hơi thở kinh khủng cuốn tới. Những hơi thở này giống như dòng sông chảy về nơi này, hơi thở mạnh mẽ khiến cho mọi người chấn động. Diệp Huyên lấy làm khiếp sợ, đây! Nhị Nha đột nhiên lấy một cây kẹo que ra, cô bé liếm liếm, sau đó nói, một mũi tên xuyên vân, thiên đạo chư thiên vạn giới đến gặp nhau. Lợi hại chứ? Diệp Huyên. Có lẽ sức mạnh thiên đạo của một thế giới không quá mạnh, nhưng thiên đạo của tất cả các vũ trụ tụ lại với nhau thì sao? Khủng bố. Diệp Huyên cũng cảm thấy rất khủng bố. Cái này giống với tín ngưỡng chi lực của hắn. Những thiên đạo và vạn linh này đều tín ngưỡng Tiểu Bạch, tín ngưỡng bền chắc này không phải thứ mà hắn bây giờ có thể so sánh. Thiên đạo chi lực và vạn linh chi lực vô cùng vô tận tràn tới, trong nháy mắt, sắc mặt những cao thủ thần linh kia đều thay đổi,
sau đó bị những sức mạnh này đánh tan. Hoàn toàn nghiền ép. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, những cao thủ thần linh cứ thế mà bị dòng lũ này đánh bay ra ngoài mấy chục vạn trượng, trong đó, những người chạy chậm trực tiếp bị nghiền nát ngay tại chỗ, mà bọn họ có khả năng sống lại, thế là sau khi sống lại, bọn họ lại bị nghiền nát. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Diệp Huyên tê dại ra đầu. Hắn không ngờ nhóc con này lại khủng bố đến vậy. Nghịch thiên. Rút lui. Đúng lúc này, người đàn ông áo bào đỏ ở nơi xa đột nhiên gầm lên giận dữ. Thế là, những cao thủ thần linh nơi này thi nhau rút lui. Thoáng chốc, cả đám cao thủ thần linh quay người biến mất ở tận cùng tinh không. Diệp Huyên nhìn về phía tận cùng tinh không, lông mày nhíu chặt lại. Lúc này, Tiểu Bạch khua khua móng vuốt, những sức mạnh to lớn kia lập tức rút lui. Mấy người ở đây nhìn về phía nhóc con này, ai nấy đều vô cùng khiếp sợ. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, hình như xấu hổ rồi, nhanh chóng chôn cái đầu nhỏ lên đầu Nhị Nha. Lúc này, An Lan Tịnh nhìn về phía Diệp Huyên, tiếp theo con có tính toán gì không? Diệp Huyên im lặng. An Lan Tịnh nói, cùng đi với bọn ta. Diệp Huyên lắc đầu, quên đi. Đi một mình vẫn tự do hơn chút. An Lan Tịnh khẽ gật đầu, con bảo trọng. Nói xong, nàng ấy nhìn Nhị Nha và Tiểu Bạch, Nhị Nha chớp mắt nhìn, An tỷ, ta và Tiểu Bạch có thể ở nơi này chơi một chút không? An Lan Tịnh bình tĩnh nói, không được. Nhị Nha nghe vậy thì rất bất đắc dĩ. An Lan Tịnh nó, đi thôi. Nhị Nha bất đắc dĩ, cô bé nhìn về phía Diệp Huyên, Tiểu Huyên tử, bái bai. Diệp Huyên cười nói, sau này còn gặp lại. An Lan Tịnh mang theo hai người biến mất ở sâu trong tinh không. Sau khi ba người đi rồi, Diệp Huyên quét nhìn Diệp Thanh Thanh, Thanh Nhi váy trắng và đồ ở bên cạnh, ba người đứng cách nhau rất xa, không có bất kỳ giao lưu gì. Diệp Huyên hơi kinh ngạc. Sao ba Thanh Nhi này có gì đó là lạ? Lúc này, Diệp Thanh Thanh bỗng nhiên nói ra, ta đi đây. Nói xong, nàng dứt khoát ngự kiếm bay lên, biến mất ở cuối chân trời. Đồ cũng nói, ta cũng đi đây. Nói xong, nàng ấy trực tiếp biến mất ở sâu trong tinh không. Diệp Huyên ngây ngẩn cả người. Chỉ còn Thanh Nhi váy trắng. Diệp Huyên nhìn về phía Thanh Nhi váy trắng, nàng mỉm cười, trước kia bọn ta quả thật có vấn đề. Diệp Huyên không hiểu, vì sao? Thanh Nhi váy trắng khẽ cười nói, trước kia lý niệm của mọi người không giống nhau, cho nên sẽ đánh nhau. Bây giờ chắc là sẽ không đánh nhau nữa. Diệp Huyên cười nói, vậy là tốt rồi. Khỏi phải nói, hắn thật sự sợ mấy Thanh Nhi này đánh nhau. Thanh Nhi váy trắng trầm giọng nói ca, những thần linh này đều rất kỳ lạ, cũng không đơn giản, bây giờ bọn họ đang nhằm vào huynh, tự huynh phải cẩn thận chút. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Thanh Nhi váy trắng mỉm cười, ta đi đây. Diệp Huyên cười nói, ừ. Thanh Nhi váy trắng đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Huyên, nàng lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho Diệp Huyên, bên trong có hơn 1 tỷ viên hư chân tinh. Diệp Huyên hơi kinh ngạc, Thanh Nhi, đây là. Thanh Nhi váy trắng chớp mắt, ta nhặt được. Sắc mặt Diệp Huyên cứng lại. Thanh Nhi váy trắng mỉm cười. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyên ca, bảo trọng. Nói xong, nàng hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Nơi đây chỉ còn lại Mộ Niệm Niệm. Diệp Huyên nhìn Mộ Niệm Niệm, Mộ Niệm Niệm mỉm cười, ta cũng phải đi rồi. Diệp Huyên cười nói, Niệm tỷ, cùng đi một đoạn. Mộ Niệm Niệm gật đầu, được. Hai tỷ đệ đi về nơi xa. Diệp Huyên cười nói, Niệm tỷ. Rất lâu không gặp tỷ rồi. Mộ Niệm Niệm khẽ nói, ta đi khá nhanh, cũng đi khá xa. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn tinh không sâu thẳm, vũ trụ này quả thật vô cùng rộng lớn. Diệp Huyên gật đầu, quả thật là vậy. Mộ Niệm Niệm cười nói, đệ cũng trưởng thành rất nhanh, ban đầu ta cho rằng phải muộn thêm chút nữa đệ mới đi đến nơi này, nhưng không ngờ đệ lại đến nhanh như vậy. Diệp Huyên lắc đầu, so với các tỷ. Thực lực của ta vẫn rất yếu. Hắn phát hiện, thực lực của đám người Niệm tỷ và Diệp Thanh Thanh đều đang nhanh chóng tăng lên, mỗi một lần gặp mặt, thực lực của các nàng đều mạnh hơn rất nhiều. Đó cũng là bình thường, dù sao,
mấy người Niệm tỷ cũng đang tu luyện, không thể nào cứ dậm chân tại chỗ. Diệp Huyên thầm than một tiếng. Mình còn phải cố gắng hơn nữa. Lúc này, Mộ Niệm Niệm lên tiếng, vừa rồi đệ có nhìn thấy tín ngưỡng chi lực của nhóc con kia không? Diệp Huyên gật đầu, thấy rồi. Mộ Niệm Niệm cười nói, tín ngưỡng chi lực kia lợi hại không hợp thói thường nhỉ? Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, vô cùng không hợp thói thường. Năng lực của tiểu bạch này thật sự rất nghịch thiên. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, theo như ta biết, bây giờ đệ đã thống nhất vũ trụ bên dưới, bao gồm cả những vũ trụ song song đó, thật ra, đệ cũng có thể đạt đến trình độ của nhóc con kia. Diệp Huyên im lặng. Mộ Niệm Niệm cười nói, không người nào biết hạn mức cao nhất của tín ngưỡng chi lực. Mà bây giờ, đệ hoàn toàn có khả năng đạt tới cực hạn của nó. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu. Mộ Niệm Niệm dừng bước, cười nói, nhóc con, dọc đường đi. Vũ trụ này mang lại cho ta rất nhiều bất ngờ và khiếp sợ, thế giới bên ngoài vô cùng đặc sắc, nhưng mà vũ trụ này rất thực tế, nói gì cũng nhìn vào thực lực, cho nên, đệ phải cố gắng lên. Diệp Huyên gật đầu, được. Mộ Niệm Niệm khẽ xoa đầu Diệp Huyên, cười nói, sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng ngự kiếm bay lên, trong chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, khẽ nói, sau này còn gặp lại. Lần từ biệt này, không biết tới khi nào mới có thể gặp nhau. Diệp Huyên dẫn theo quỷ nữ trở về quán rượu, nhìn thấy Diệp Huyên, An Lan Tú nhẹ giọng nói, bọn họ đi rồi. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. An Lan Tú khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Một bên, ông lão quán rượu nhìn thoáng qua Diệp Huyên, giờ phút này, vẻ mặt ông ta vô cùng nghiêm túc. Ông ta cũng đã nhìn thấy trận chiến lúc trước. Quả thật là không hợp lẽ thường. Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía quỷ nữ, sau đó nói, thương thế của ngươi thế nào? Quỷ nữ khẽ lắc đầu, không đáng ngại. Diệp Huyên gật đầu, tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Quỷ nữ im lặng một lát, sau đó lắc đầu, thế giới hư chân quá hỗn loạn. Ta thực sự không muốn trở về lắm. Diệp Huyên vội nói, vậy ngươi xuống thế giới phía dưới. Quỷ nữ nhìn về phía Diệp Huyên, thế giới phía dưới. Diệp Huyên cười nói, đúng vậy, ta đã xây dựng một thư viện ở phía dưới, hiện tại thiếu cường giả đỉnh cấp, nếu ngươi bằng lòng, vậy thì quá tốt. Nếu là người khác, hắn khẳng định là không muốn, nhưng quỷ nữ này thì khác, tính cách thái độ làm người ôn hòa, đối xử chân thành với người khác, là một người rất tốt. Quỷ nữ suy nghĩ, gật đầu, vậy ta xuống đó dạo chơi một chút. Diệp Huyên cười nói, được. Vì để cho vết thương của quỷ nữ hồi phục nhanh hơn, hắn trực tiếp để quỷ nữ vào tiểu tháp chữa thương. Trong quán rượu, ông lão quán rượu lắc đầu, thế giới hư chân sợ là sắp phát sinh đại biến. Hai vị còn muốn đi lên không? Diệp Huyên cũng lắc đầu, tạm thời không. Ông lão quán rượu nhìn Diệp Huyên, vậy các ngươi? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, tu luyện. Trận chiến vừa rồi làm cho hắn hiểu ra. Thực lực hiện tại của hắn đừng nói so với người đàn ông áo bào đỏ, cho dù là so với thần linh song đồng kia, đều có sự chênh lệch không nhỏ. Hiện tại đi lên, chỉ có thể bị người ra treo lên đánh. Ông lão quán rượu nhíu mày, tu luyện. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Ông lão quán rượu khẽ gật đầu, ta cũng phải rời khỏi chỗ này rồi. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Ông lão quán rượu cười khổ, ngươi không nhìn thấy à? Lúc trước pháp tắc hư chân kia đều đã hướng ngược về phía những thần linh. Hiện tại mặc dù lực lượng pháp tắc ở quán rượu này vẫn còn, nhưng ai dám bảo đảm pháp tắc hư chân sẽ không hủy bỏ lực lượng pháp tắc của nơi này. Pháp tắc hư chân. Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày lại. Chẳng lẽ chủ nhân bút đại đạo thật sự thật hướng ngược về phía đám thần linh kia? Lúc này, ông lão quán rượu đột nhiên nói, Diệp công tử, cáo từ. Diệp Huyên nhìn về phía ông lão quán rượu, ông đây là định đi đâu? Ông lão quán rượu cười nói, đến thần điện hư chân. Diệp Huyên nhìn chằm chằm ông lão, ông bây giờ còn muốn đến thần điện hư chân. Ông lão quán rượu khẽ gật đầu, thế giới hư chân sắp gặp phải đại biến, bây giờ lên đó, xem có thể giúp một phần sức lực không? Diệp Huyên nhìn ông lão, sau đó nói, chúc ông may mắn. Ông lão quán rượu cười nói, Diệp công tử, cáo từ.
Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Trong quán rượu, Diệp Huyên nhìn về phía An Lan Tú, vào tiểu tháp. An Lan Tú gật đầu, được. Hai người lập tức tiến vào tiểu tháp. Diệp Huyên liếc nhìn nơi tu luyện của Vô Biên Chủ, giờ phút này Vô Biên Chủ vẫn như trước không có bất kỳ động tĩnh gì. Diệp Huyên nhìn thấy cảnh này, chân mày cau lại. Vô Biên Chủ thật sự phải tu luyện đến vô địch mới rời núi sao? Không quan tâm ông ta nữa, Diệp Huyên và An Lan Tú bắt đầu tu luyện. Mà lần này, thứ Diệp Huyên tu luyện chính là tín ngưỡng chi lực của mình. Sau khi nhìn thấy tín ngưỡng chi lực của nhóc Tiểu Bạch, hắn phát hiện, tín ngưỡng chi lực thật sự khủng bố. Nếu tu luyện đến cực hạn, thật sự là vô địch. Trong thế giới tiểu tháp, Diệp Huyên từ từ nhắm hai mắt lại, trong phút chốc, vô số kiếm ý nhân gian xuất hiện ở đây. Kiếm ý nhân gian cuồn cuộn không ngừng. Diệp Huyên cảm nhận những kiếm ý nhân gian này, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, hắn phát hiện, hiện tại tốc độ tăng trưởng của kiếm ý nhân gian của hắn đã tăng lên rất nhiều. Ngoài việc tu luyện kiếm ý nhân gian, hắn còn tu luyện chiết điệp nhất kiếm của mình. Mà lần này, hắn không đơn giản là gấp thời không, còn gấp kiếm ý nhân gian của chính mình. Muốn dung hợp hai thứ với nhau một cách hoàn hảo. Tu luyện không năm tháng, trăm năm qua đi, ngày hôm nay, một hơi thở khủng bố đột nhiên bùng nổ ra từ trong tiểu tháp. Trong nháy mắt, thế giới trong tiểu tháp lập tức sục sôi. Bên bờ biển nào đó, Diệp Huyên đứng lặng im, trong tay hắn là một thành kiếm nhân gian. Diệp Huyên nhìn kiếm nhân gian trong tay, khóe miệng hơi nhếch lên. Trong thanh kiếm nhân gian này ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất tại chỗ, khi xuất hiện trở lại, đã ở trong một mảnh tinh không. Mà hắn vừa xuất hiện, thời không nơi đây lập tức vỡ tan, thời không vô tận mở ra, mà thời không vô tận cũng đang rung động kịch liệt, giống như có thể vỡ vụn bất kỳ lúc nào. Làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Lúc này, trong mắt Diệp Huyên hiện lên một tia dữ tợn, hắn nâng tay trái lên, sau đó nắm chặt. Gấp. Trong thời gian ngắn, tất cả thời không vô tận nơi đây lập tức bị hắn gấp thành một đường, tiếp theo, hắn dung hợp kiếm nhân gian của mình với nó. Một lực lượng khủng bố lan tràn ra trong nháy mắt, lực lượng hùng mạnh trực tiếp làm cho những thời không chưa biết ở đây bắt đầu vỡ tan thành những mảnh nhỏ. Diệp Huyên trong lòng cả kinh, vội vàng thu hồi kiếm nhân gian. Lúc này nơi đây mới khôi phục bình thường. Diệp Huyên trong lòng có hơi khiếp sợ, hắn cũng không ngờ uy lực này lại mạnh đến mức độ như vậy. Phương pháp gấp cộng thêm kiếm thanh huyên và kiếm ý nhân gian, thật sự khủng bố. Dường như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên trở lại trong tiểu tháp, mà giờ phút này, Vô Biên Chủ vẫn chưa có bất cứ hơi thở nào. Mà An Lan Tú cũng đang tu luyện, nhưng mà không giống với Vô Biên Chủ, hơi thở của nàng ta đang không ngừng tăng lên. Diệp Huyên không quấy rầy hai người, rời khỏi tiểu tháp, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, ngay sau đó, hắn hóa thành kiếm quang biến mất ở cuối tinh không. Tiến đến thế giới hư chân. Giờ phút này, hắn đã tăng tốc độ của mình đến cực hạn. Sau một khắc, hắn dừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó sừng sững một cánh cửa đá cao vạn trượng, trong cửa đá là một vòng xoáy tinh không quỷ dị. Mà trên đỉnh cửa đá kia, có ba chữ to, hư chân giới. Thế giới hư chân. Diệp Huyên đi về phía cửa đá, mà khi hắn đi đến trước cửa đá, đột nhiên, một hơi thở khủng bố bỗng xông ra từ trong cửa đá kia. Diệp Huyên nhíu mày, kiếm thanh huyên trong tay trái khẽ run lên, một luồng kiếm ý nhân gian trào ra, chém hết hơi thở khủng bố kia. Lúc này, một người đàn ông chạy ra từ trong đó. Người đàn ông thoạt nhìn trông rất trẻ tuổi. Toàn thân đều là máu, bộ dạng cực thảm. Người đàn ông nhìn thấy Diệp Huyên, hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi là. Diệp Huyên bình tĩnh nói, Diệp Huyên. Người đàn ông hỏi, ngươi là muốn đến hư chân giới. Diệp Huyên gật đầu, phải. Nghe vậy, vẻ mặt người đàn ông lập tức trở nên cổ quái. Diệp Huyên có chút kinh ngạc, làm sao? Người đàn ông trầm giọng nói, người có biết hiện tại thế giới hư chân loạn đến mức nào không? Diệp Huyên nhíu mày, loạn. Người đàn ông cười khổ, những thần linh kia đã bắt đầu tiến đánh hư chân giới,
mà trong nội bộ thần điện hư chân cũng có kẻ phản bội, hiện tại hư chân giới đã có một nửa bị rơi vào tay địch rồi. Bây giờ ngươi lên hư chân giới, không phải muốn chết sao? Diệp Huyên trầm giọng nói, hư chân giới sắp bị chiếm đóng. Người đàn ông khẽ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên trầm lặng. Mẹ nó. Thế này thì thật trùng hợp. Lão tử vừa tới, thế giới hư chân liền rơi vào tay giặc. Bản thân không phải lại bị tên khốn chủ nhân bút đại đạo an bài rồi chứ? Đúng lúc này, người đàn ông kia bỗng nhiên nói ngươi tên là gì? Diệp Huyên nhìn thoáng qua người đàn ông, Diệp Huyên. Người đàn ông đột nhiên nhảy dựng lên, mẹ kiếp, ngươi chính là vua dựa dẫm có rất nhiều muội muội kia. Diệp Huyên. Nhưng lần này Diệp Huyên không nổi giận. Bởi vì hắn đã quen quá rồi. Người đàn ông đánh giá Diệp Huyên một hồi rồi cười, trời ạ. Thế mà ta gặp được ngươi. Diệp Huyên bình tĩnh hỏi, bây giờ danh tiếng của ta ở hư chân giới lớn lắm sao? Người đàn ông gật đầu, khá lớn đấy. Diệp Huyên hỏi, muội muội của ta vẫn ở hư chân giới chứ? Người đàn ông lắc đầu, không đâu. Diệp Huyên thoáng nhíu mày, không ư. Người đàn ông gật đầu, cách đây không lâu, nàng ấy rời đi rồi. Diệp Huyên im lặng. Đi rồi ư. Người đàn ông đột nhiên nói, bây giờ ngươi lên đó, không ai trong thần điện hư chân dám gây rắc rối cho ngươi đâu. Diệp Huyên nhìn người đàn ông, tại sao lại thế? Người đàn ông nghiêm túc đáp lại, muội muội ngươi suýt nữa phá hủy toàn bộ thần điện hư chân đấy. Sau cùng thần điện cầu xin và hứa rằng sẽ chăm sóc cho ngươi, nàng ấy mới rời đi. Diệp Huyên bật cười, hắn lắc đầu. Người đàn ông đánh giá Diệp Huyên thật kỹ càng rồi mới nhận định, ta cảm thấy ngươi cũng rất mạnh đấy. Diệp Huyên hỏi, hiện giờ thần điện hư chân đang đánh nhau với đám thần linh đó à? Người đàn ông gật đầu, đúng vậy, tình hình hiện giờ loạn lạc lắm, cá nhân ta thấy ngươi đừng lên đó thì hơn. Diệp Huyên lắc đầu, ta định lên đó xem sao. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, ngươi chắc chứ? Diệp Huyên bật cười, có gì đâu mà không chắc. Người đàn ông thoáng do dự, ta hỏi ngươi một câu nhé, ngươi lên đó làm gì? Diệp Huyên thản nhiên đáp, tiêu diệt thần linh. Sớm muộn gì hắn cũng phải đánh nhau với cái đám khốn nạn này. Tuy rằng lần trước hai bên đình chiến, nhưng hắn biết rõ ràng thần linh sẽ không bao giờ buông tha cho hắn. Một khi giải quyết xong thần điện hư chân, đám thần linh này sẽ đến quấy rầy hắn. Nếu đã như thế, chỉ bằng để hắn chủ động ra tay. Nghe thấy câu nói của Diệp Huyên, người đàn ông chớp chớp mắt tiêu diệt thần linh. Diệp Huyên gật đầu, sau đó đi về phía cánh cửa đá. Người đàn ông liếc mắt nhìn Diệp Huyên với biểu cảm kỳ quặc. Thế nhưng khi nghĩ tới cô gái váy trắng đáng sợ kia, hắn ta nhanh chóng hiểu ra ngay. Nếu nàng ta ra tay, e rằng đám thần linh kia cũng không đỡ nổi. Nàng mạnh quá mức cho phép mà. Lúc này, Diệp Huyên đã biến mất bên trong cánh cửa đá. Người đàn ông lắc đầu, quay người rời đi. Thế giới hư chân bây giờ rối ren quá, hắn ta không dám quay về đâu. Sau khi tiến vào cánh cửa đá, Diệp Huyên bị cuốn vào thông đạo truyền tống, ngay sau đó, hắn cảm thấy mình đang bay. Diệp Huyên từ từ nhắm hai mắt lại. Thế giới hư chân. Diệp Huyên nói nhỏ với nội tâm của mình, tiểu bút, ngươi có cảm nhận được hơi thở của chủ nhân nhà ngươi không? Tiểu bút im lặng trong thoáng chốc, không cảm nhận được. Diệp Huyên nhíu mày. Tiểu bút hỏi, ngươi hỏi chủ nhân ta làm gì? Diệp Huyên khẽ đáp, lần này thần linh phá vỡ phong ấn, ta cảm thấy ắt hẳn có liên quan tới chủ nhân của ngươi. Trực giác nói cho ta biết. Có lẽ chủ nhân của ngươi đang âm mưu điều gì đó. Tiểu bút im lặng. Diệp Huyên lắc đầu, khẽ cười, thôi vậy, đi đến đâu hay đến đấy. Nói xong, hắn lập tức tăng tốc. Phụt. Một luồng kiếm quang xẹt ngang qua bầu trời, Diệp Huyên nhanh chóng lao xuyên qua một vùng sáng trắng, tới nơi tinh không nào đó, mà vừa đến không gian này, hắn đã cảm nhận được một thứ khí tức rất đáng sợ. Đung huynh. Đúng vào lúc này. Một làn sóng xung kích với sức mạnh khủng khiếp đột nhiên xuất hiện ở nơi tận cùng của thị giác, nó nhanh chóng hướng về phía hắn. Diệp Huyên thoáng nhíu mày, giơ tay vung kiếm. Phụt! Làn sóng xung kích khủng khiếp kia bị xé toạc ra ngay lập tức.
Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn, cách đó không xa là hai bóng người đang giao chiến. Một nam một nữ. Ánh mắt của Diệp Huyên lướt tới người đàn ông, đồng tử của hắn ta có màu đỏ như máu. Thần linh đồng tử đỏ. Trông thấy thân phận của đối phương, ánh mắt Diệp Huyên lập tức lạnh lẽo như băng, ngón cái của hắn khẽ búng một cái. Phụt. Kiếm Thanh Huyên xé gió lao đi. Ở đằng xa, dường như thần linh đồng tử đỏ cảm nhận được điều gì đó nên đột ngột quay người vung nắm đấm. Đung huynh. Một tiếng nổ lớn vang lên, thần linh đồng tử đỏ lập tức văng ra ngoài, trước khi bay ra đã phun rất nhiều máu tươi. Không chỉ có vậy, thân xác của hắn ta bắt đầu nứt toác ra như ruộng cạn. Mà ngay khi hắn ta dừng lại, kiếm Thanh Huyên thẳng thừng đâm xuyên qua linh hồn của hắn ta. Đùng. Vị thần linh đồng tử đỏ kia bị ghim tại chỗ. Thần linh đồng tử đỏ nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, sững sờ nói, là ngươi. Diệp Huyên liếc mắt nhìn thần linh đồng tử đỏ, ngươi biết ta. Thần linh đồng tử đỏ trầm giọng đáp, ngươi là người mà tội vương truy nã. Tội vương. Diệp Huyên thoáng nhíu mày, tội vương mà ngươi nói là ai? Thần linh đồng tử đỏ nhìn Diệp Huyên chăm chú rồi cười khẩy. Diệp Huyên khẽ phất tay. Đùng. Kiếm Thanh Huyên nhanh chóng hấp thu linh hồn của hắn ta. Diệp Huyên xòe lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên bay tới tay hắn. Ngay sau đó, kiếm Thanh Huyên đột nhiên rung lên bần bật, tỏa ra một thứ khí tức kinh khủng. Uỳnh. Thời không ở nơi đó lập tức sôi lên ùng ùng, rồi từ từ tan ra. Diệp Huyên không khỏi giật mình. Kiếm Thanh Huyên sắp thoát biến rồi sao? Quả nhiên, trước ánh mắt chăm chú của Diệp Huyên, kiếm Thanh Huyên đột ngột rung bần bật thêm lần nữa, sau đó mũi kiếm xuất hiện một luồng hào quang kỳ dị. Diệp Huyên nhìn luồng hào quang mà ngạc nhiên, đây là thứ gì vậy? Đúng lúc này, tiểu hồn đột nhiên tỏ ra phấn khích, tiểu chủ, ta sắp thăng cấp rồi. Diệp Huyên bật cười, nói thử xem. Tiểu hồn phấn khởi, ta cũng không biết, tóm lại, ta chỉ biết ta sẽ trở nên rất lợi hại, rất lợi hại. Diệp Huyên chớp mắt, lợi hại đến mức nào? Tiểu hồn cười, rất lợi hại, rất lợi hại. Diệp Huyên không đáp, hắn giơ tay nắm lấy kiếm Thanh Huyên, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, thực ra hắn cũng không cảm nhận được kiếm Thanh Huyên có gì thay đổi. Dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn đột nhiên cầm kiếm vung mạnh. Phụt. Chỉ thoáng chốc, bầu trời ở nơi đó bị kiếm Thanh Huyên xé toạc ra, luồng sức mạnh bí ẩn kia cũng bị xé toạc cùng lúc. Cảm nhận được điều này, Diệp Huyên sững người. Đúng lúc này, tiểu bút đột nhiên nó, ta biết sự thay đổi của nó rồi. Diệp Huyên vội vàng hỏi, thay đổi gì cơ? Tiểu bút trầm giọng, nhát kiếm ban nãy của ngươi đã đả thương căn nguyên của thế giới này. Hai mắt Diệp Huyên thoáng nheo lại, căn nguyên. Tiểu bút đáp, đúng thế. Mỗi một thế giới đều có sức mạnh căn nguyên của riêng mình, mà sức mạnh căn nguyên này ẩn giấu vô cùng kỹ, khó lòng tổn thương nó. Ban nãy người tùy tiện vung kiếm đã làm tổn thương căn nguyên của thế giới này, điều này không phải do sức mạnh của ngươi, mà là sức mạnh của thanh kiếm này. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay với vẻ kinh ngạc. Tiểu bút do dự trong thoáng chốc rồi nói, thực ra ta không khuyến khích ngươi tiếp tục sử dụng kiếm Thanh Huyên. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Tiểu bút đáp, với trạng thái hiện giờ của thanh kiếm này, nó là sự tồn tại vô địch chỉ sau tam kiếm. Ngươi sử dụng thanh kiếm này, lâu dần sẽ sinh ra tâm lý ỷ lại vô cùng nghiêm trọng, gây ra ảnh hưởng cực lớn đối với thực lực và tâm cảnh của ngươi. Diệp Huyên trầm giọng đáp, theo như ta được biết, kiếm của Thanh Nhi hình như chỉ là một thanh kiếm bình thường. Bình thường cái con khỉ. Tiểu bút đáp, ta nói cho ngươi biết, kiếm của nàng ta là một thanh kiếm bình thường đối với nàng ta, chứ không phải kiếm hành đạo là thanh kiếm bình thường. Kiếm hành đạo đi theo nàng ta, vô địch, không đi theo nàng ta, vẫn vô địch. Khác ở chỗ, nàng ta cầm thanh kiếm nào cũng vô địch, ta có thể đảm bảo với ngươi rằng, thanh kiếm đó vô cùng đặc biệt, dù sao cũng là bội kiếm của nàng ta. Nếu ngươi để thanh kiếm đó đối đầu với kiếm Thanh Huyên của ngươi, kiếm của ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của nó. Diệp Huyên bật cười, thì đúng là vậy. Đối với chủ nhân của tam kiếm thì tam kiếm chỉ là thanh kiếm bình thường, nhưng đối với người khác thì không phải thế. Tiểu bút nói, kiếm Thanh Huyên của ngươi hiện giờ cũng rất biến thái, mà ngươi không có thực lực như tam kiếm, nếu ngươi sử dụng nó, nói thật lòng,
dù ít hay nhiều vẫn sẽ khiến ngươi phụ thuộc vào nó. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu. Tiểu Bút còn định nói gì đó, đúng vào lúc này, cô gái ban nãy giao đấu cùng thần linh đồng tử đỏ bước tới, đánh giá Diệp Huyên rồi nói, đa tạ công tử ra tay giúp sức. Diệp Huyên liếc mắt nhìn cô gái mặc váy dài màu tím, cầm một thanh kiếm dài, là một kiếm tu. Diệp Huyên hỏi, cô là người của thần điện hư chân? Cô gái gật đầu, đúng vậy, ta là chân vệ của thần điện hư chân Tử Lâm. Diệp Huyên hỏi, bây giờ thế giới hư chân vẫn có thể đối đầu cùng những thần linh kia chứ? Cô gái lắc đầu, chật vật lắm. Diệp Huyên còn định nói gì đó, đúng lúc ấy, một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện nơi chân trời phía xa. Thấy vậy, mặt mũi Tử Lâm biến sắc, vội vàng nói với hắn, công tử, là thần linh, đi mau. Nói rồi, Tử Lâm túm tay Diệp Huyên, kéo hắn đi trốn. Trên đường, Diệp Huyên từng quay đầu nhìn lại. Khi trông thấy thần linh đi đầu, hắn lập tức nhíu mày. Hóa ra là người đàn ông mặc áo bào đỏ. Mà lúc này đây, người đàn ông áo đỏ cũng đang nhìn hắn. Diệp Huyên và cô gái nhanh chóng biến mất. Ánh mắt của người đàn ông mặc áo bào đỏ rất bình tĩnh, truyền lệnh cho thần vệ, bảo bọn chúng không cần xuống dưới nữa, vua dựa dẫm đã tự lên đây rồi. Tử Lâm dẫn Diệp Huyên đi tới một thành trì cũ nát, trong thành này. Diệp Huyên thấy rất nhiều cao thủ của thế giới hư chân. Trên đường đi, Tử Lâm nói, đây là một cứ điểm của chúng tôi. Nơi này có trận pháp mạnh mẽ chấn giữ, những thần linh kia tạm thời không thể tấn công vào được. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Tử Lâm, sau đó nói, thần điện hư chân có thể chống lại những thần linh kia sao? Tử Lâm lắc đầu, rất khó. Vì phía bắc thế giới hư chân đã rơi vào tay giặc, hơn nữa mỗi ngày trong nội bộ chúng tôi luôn có kẻ đào tẩu. Hay! Diệp Huyên có chút khó hiểu, vậy sao cô phải tử thủ ở đây? Tử Lâm trầm giọng đáp, trách nhiệm. Trách nhiệm! Diệp Huyên nhìn Tử Lâm rồi không nói gì nữa. Tử Lâm dẫn Diệp Huyên vào trong một điện thờ cũ nát, nàng ta nhìn Diệp Huyên, người tới từ thế giới bên dưới à? Diệp Huyên gật đầu. Tử Lâm cũng gật đầu, người và những thần linh kia có thù oán với nhau. Diệp Huyên cười, phải! Tử Lâm vội nói, hai người gia nhập thần điện hư chân của chúng ta. Diệp Huyên lắc đầu. Hắn có thể hợp tác với thần điện hư chân nhưng sẽ không gia nhập. Dù sao, hiện giờ, nội bộ thần điện này cũng đã rất loạn, gia nhập vào đó nữa để làm vật hy sinh sao? Thấy Diệp Huyên lắc đầu, nụ cười Tử Lâm cứng đờ, khó hiểu, vì sao? Diệp Huyên cười, ta thích tự do tự tại. Tử Lâm cười theo, được thôi. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, thần điện hư chân hiện tại do ai quản? Tử Lâm trầm giọng đáp, do Nam Điện và Bắc Điện cùng nhau quản lý. Diệp Huyên lắc đầu, hai ông lớn cùng quản, có thể không loạn sao? Tử Lâm khẽ thở dài, hết cách rồi. Nam Điện và Bắc Điện vẫn luôn tranh đấu với nhau, lần này, nếu không phải thần linh ngóc đầu dậy, mọi người sẽ không chịu ngồi lại với nhau. Diệp Huyên nhìn Tử Lâm, có thể dẫn ta đến gặp hai vị điện chủ không? Tử Lâm kinh ngạc hỏi lại, làm chi? Diệp Huyên đang định nói thì đúng lúc này, ngoài thành truyền đến từng âm thanh to lớn đầy khủng bố. Sắc mặt Tử Lâm lập tức thay đổi, thần linh phát động tấn công rồi. Nói rồi nàng ta lướt ra ngoài. Trong điện, Diệp Huyên nhíu mày, hắn cũng theo ra. Bên ngoài, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy ở không trung xa xa, có hơn 10 vạn cường giả thần linh. Hơn 10 vạn. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống. Không thể không nói, tình hình có chút đáng sợ. Phải biết rằng những kẻ này toàn là kẻ có giết cũng không chết. Dù chết trận thì vẫn có thể sống lại. Thú thực, chính hắn cũng không cảm thấy thần điện hư chân có chút hy vọng thắng lợi nào. Trên không tòa thành có một vòng phòng hộ khổng lồ. Đúng là vòng phòng hộ để chống lại những thần linh này. Nhưng Diệp Huyên phát hiện cường giả của thần điện hư chân trong thành này không hề có ý chí chiến đấu, trong mắt những người này chỉ có sợ hãi. Dù sao, họ cũng đã không còn là những cường giả trước kia. Cộng thêm việc hiện tại quyền lực của thần điện đã phân tách nên những cao thủ thế giới hư chân đã không còn ý chí chiến đấu, sự thống nhất cũng không có. Một khi trận pháp bị phá, Diệp Huyên đã tưởng tượng ra được cảnh đó,
ít nhất sẽ có 90% người trốn đi. Nghĩ như thế, hắn đột nhiên tiến lên một bước, mở lòng bàn tay, chỉ trong phút chốc, mấy vạn thanh kiếm nhân gian phóng lên trời. Ong! Một tiếng kiếm minh vang vọng trong không trung. Lúc này, mọi người trong thành đều quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn lên không trung, dưới sự điều khiển của hắn, mấy trăm vạn kiếm nhân gian bay thẳng tới những thần linh kia. Nhìn thấy màn này, sắc mặt đám thần linh kia lập tức biến đổi. Vù vù vù. Trong nháy mắt, thời không trực tiếp bị xé rách, mấy trăm vạn thanh kiếm nhân gian bao vây hơn 10 vạn thần linh. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trên không trung, hắn nhìn xuống đám người, còn chờ gì nữa, giết đi. Nói rồi, hắn cầm kiếm phóng lên trời, lao thẳng về hướng những thần linh kia. Phía dưới, đám đông nhìn nhau, sau đó mọi người lao ra ngoài chém giết. Thật ra thứ họ thiếu chính là dũng khí, họ thiếu một người dẫn đầu. Không trung, Diệp Huyên tiên phong lao lên, cộng thêm mấy trăm vạn thanh kiếm nhân gian, có thể nói, khí thế của một mình hắn trực tiếp đè ép hơn 10 vạn thần linh. Nhưng đúng lúc này, một thần linh song đồng đột nhiên chặn trước mặt hắn. Diệp Huyên không nói nhảm vươn tay gấp một cái, mấy trăm vạn thanh kiếm nhân gian trực tiếp bị chồng chất thành một dải, đồng thời, thời không tại đó cũng bị hắn gấp lại. Thấy cảnh này, sắc mặt thần linh song đồng biến đổi, lui. Đúng lúc ấy, Diệp Huyên đột nhiên chém xuống một kiếm. Quỳnh! Một tia kiếm quang bay ra. Ầm! Trong thời gian ngắn, thần linh song đồng dẫn đầu trực tiếp bị kiếm quang đáng sợ này chém lui mấy vạn trượng, mà bên cạnh hắn ta, mấy vạn thần linh tức khắc nát bấy, linh hồn cũng bị nghiền nát, vài thần linh còn lại tức khắc lùi xa hơn 10 vạn trượng. Một kiếm uy, đáng sợ vậy sao? Mà mấy vạn thần linh bị chém giết, linh hồn lập tức bị kiếm Thanh Huyên hấp thu. Ngay lúc này, linh hồn họ không còn tồn tại nữa, hoàn toàn bị hấp thu. Thật sự chết đi. Nhìn thấy thế, những cường giả thần điện hư chân vọt tới cạnh Diệp Huyên hoàn toàn ngơ ngác. Từ lúc họ đánh với những thần linh này tới nay, những thần linh này đều là giết không chết, vì vậy họ mới mất đi ý chí chiến đấu. Mà giây phút này, họ lại tận mắt thấy những thần linh này bị giết chết. Điều này sao có thể chứ? Mọi người đều mang biểu cảm khó hiểu. Xa xa, những thần linh kia cũng đờ ra. Họ mạnh là bởi vì thể chất giết hoài không chết, mà lúc này, đồng loại họ đã bị giết chết. Đúng là khó tin. Thần linh dẫn đầu cũng không thể tin nổi, ngươi, sao ngươi có thể làm được? Diệp Huyên liếc nhìn thần linh kia, chẳng phải các ngươi muốn giết ta à? Tiếng nói vừa dứt, hắn đột nhiên biến mất. Vèo. Một đống kiếm quang lóe lên. Vẻ mặt thần linh song đồng dẫn đầu lập tức trở nên dữ tợn, đột nhiên xông lên trước. Hắn ta đánh ra một quyền, quyền này mang theo sức mạnh hủy trời diệt đất, nó vừa bùng nổ, thời không lập tức ảm đạm. Ầm. Kiếm quang bộc phát, thần linh kia bay ra mấy vạn trượng, hắn ta vừa dừng, một thanh kiếm đã phá không đâm tới. Đồng tử thần linh song đồng co rụt, hai tay hắn ta đan xen, miệng thét lớn. Bùm. Một luồng sáng thần bí đột nhiên tuôn ra từ trên đôi tay của hắn ta, tạo thành một tầng phòng hộ. Quỳnh. Theo kiếm Thanh Huyên chém tới, luồng sáng nọ bị chém sắc như đậu hũ. Sau đó, kiếm Thanh Huyên bay tới chỗ ấn đường thần linh. Thân thể thần linh cứng đờ, hai mắt trợn trừng, trong mắt chỉ còn lại tia khó tin. Mà chung quanh, những thần linh kia đều ngây dại. Thần linh song đồng vô địch kia lại không đỡ được một kiếm của thiếu niên kia. Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt thần linh song đồng, hai mắt thần linh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngày đó gặp ngươi, ngươi còn yếu như vậy, sao bây giờ lại mạnh thế? Tại sao? Diệp Huyên bình tĩnh nói, mở bắp. Nói xong, hắn lại chém ra một kiếm. Vèo. Đầu thần linh song đồng bay ra ngoài. Ngay lập tức, kiếm Thanh Huyên trực tiếp hấp thu linh hồn của hắn ta. Sau lưng Diệp Huyên, đám cường giả thần điện hư chân hoan hô vang dội. Mấy thần linh còn lại xoay người bỏ chạy. Diệp Huyên nhìn thoáng qua những tên bỏ chạy kia, mày nhíu lại. Hắn phát hiện. Tuy sức chiến đấu của những thần linh này mạnh nhưng khí thế và tín niệm của họ chính là tấm thân bất tử, nếu họ cũng sẽ chết, họ cũng sợ như ai. Những thần linh kia vừa sợ hãi là đội quân lập tức tan rã.
Nghĩ vậy, Diệp Huyên xoay người nhìn mấy cường giả thế giới hư chân phía sau lưng. Hắn quyết định, nếu thần điện hư chân còn nội đấu, hắn sẽ thu những người này vào dưới trướng mình. Tới bây giờ, những người này còn dám ở lại chiến đấu chống lại thần linh cũng đã đủ chứng minh thực lực và tâm tính của họ. Dù cho chết thì cũng phải chết trên sa trường mà không phải ngã xuống vì nội đấu. Chỉ một câu, các ngươi không được, ông đây lên. Ở một bên khác, một thần linh áo đen đang nhìn chằm chằm Diệp Huyên, hắn ta cũng có song đồng, mà cạnh hắn ta còn có một cô gái mặc đồ trắng. Cô gái này chính là nữ kiếm tu từng đánh nhau với Diệp Thanh Thanh ngày đó. Thần linh áo đen nhìn chằm chằm Diệp Huyên, khẽ nói, chả trách tội vương lại nói tên này có thể diệt chúng ta. Hắn có cả năng lực phá hủy tấm thân bất tử, người như thế, sao có thể để tồn tại trên đời. Cô gái áo trắng, phía sau hắn có người. Thần linh áo đen cười khẽ, nói như thể chúng ta không có. So về số lượng thì sao? So về số người mạnh thì sao? Ai hơn được chúng ta? Mấy tên thần linh kia chỉ là bọn tôm tép, có đuổi theo cũng vô nghĩa, vì vậy Diệp Huyên bèn đứng tại chỗ. Hắn xoay người nhìn những cường giả thần điện hư chân, thấy bọn họ cũng đang nhìn hắn với ánh mắt phấn khích. Cảnh tượng Diệp Huyên chém chết thần linh đã khiến tinh thần của bọn họ tăng vọt. Khi họ nhận ra thần linh không đồng nghĩa với vô địch. Ai nấy đều cho rằng Diệp Huyên là người do thần điện hư chân phái đến. Nào ngờ lại nghe hắn nói với Tử Lâm, đưa ta đến thần điện hư chân, ta muốn gặp lão đại của các người. Lời này khiến mọi người kinh ngạc. Người này không đến từ thần điện hư chân ư. Tử Lâm nhìn hắn gật đầu, được. Diệp Huyên theo nàng ta rời đi. Để lại một đám người trố mắt nhìn nhau. Hai người xuyên qua không gian, sau một khắc đồng hồ thì xuất hiện ở một vùng tinh không, nơi có một tòa đại điện cao kích thước tận mấy chục nghìn trượng. Bốn phía có cả trăm nghìn pho tượng võ sĩ, cách mỗi một nghìn trượng lại có một màn sáng màu tím đậm, tổng cộng lên đến con số hàng trăm. Trên đỉnh đại điện là một thanh kiếm toàn thân phủ màu vàng óng đang không ngừng tản ra những bùa chú kỳ lạ, đẩy chúng vào những màn sáng kia. Diệp Huyên nhìn thanh kiếm, hỏi, đó là gì vậy? Tử Lâm, kiếm hư chân. Diệp Huyên, kiếm hư chân. Tử Lâm gật đầu, thần kiếm đứng đầu thế giới hư chân, do thế giới này và chủ nhân bút đại đạo trung tao tạo ra. Nó, Thái Sơ thần thụ và hư chân thần giáp được gọi là ba thần vật tối cao của hư chân. Diệp Huyên, hai món kia cũng do thế giới hư chân và chủ nhân bút đại đạo tạo ra. Tử Lâm lắc đầu, Thái Sơ thần thụ thì không. Nó sinh ra đồng thời với thế giới hư chân, cũng sinh tại thế giới hư chân, nhưng nó đã được chủ nhân bút đại đạo cải tạo cho mạnh lên nhiều. Nàng ta nhìn thanh kiếm, kiếm này hiện đang trấn thủ thần điện hư chân, cũng là trận linh của đại trận răng quanh đại điện. Một khi khởi động, uy lực của nó có thể chém chết song đồng thần linh trong chớp mắt. Diệp Huyên, ta từng thấy Thái Sơ thần thụ nên biết nó rất mạnh, vì sao các người không rời nó đến đây để hỗ trợ? Tử Lâm lắc đầu cười, vì thần thụ đang trấn áp một siêu cường giả cấp thần linh. Tội vương! Diệp Huyên nheo mắt lại, kể từ khi hắn và Thanh Khâu đi vào bên trong Thái Sơ thần thụ, mấy tên thần linh này bèn bắt đầu kiếm chuyện với hắn. Mà vị đại lão mà Tử Lâm nhắc đến kia rất có thể chính là tội vương. Diệp Huyên bỗng quay lại nhìn về thần điện hư chân, thấy trước đại điện đang có mấy nghìn cường giả tay cầm trường mâu, người khoác giáp tía. Tử Lâm hạ giọng, bọn họ là hư chân thần vệ nòng cốt nhất, sức mạnh vô cùng cao cường. Diệp Huyên nhìn nàng ta, cô cũng là hư chân thần vệ. Tử Lâm gật đầu, phải. Diệp Huyên gật gù, sức mạnh của nàng ta cũng không yếu, có thể một chọi một với huyết đồng thần linh cơ mà. Hắn thu hồi suy nghĩ. Nói thế chúng ta đứng đây làm gì? Tử Lâm cười, ta đã liên hệ với thống lĩnh, bởi chỉ có hắn mới dẫn ngươi vào thần điện hư chân được. Diệp Huyên gật đầu, tốt. Đúng lúc này, không gian trước mặt họ run lên, để một người đàn ông trung niên mặc giáp tía xuất hiện. Tử Lâm cung kính thi lễ, tham kiến cổ thống lĩnh. Cổ thống lĩnh gật đầu rồi hỏi Diệp Huyên, ngươi chính là kiếm tu trẻ tuổi dùng một kiếm chém lui 100.000 thần linh ở Dung Thành. Diệp Huyên cười đáp, chính là ta. Cổ thống lĩnh, ngươi muốn gặp hai vị điện chủ. Diệp Huyên gật đầu. Cổ thống lĩnh, để làm gì? Diệp Huyên, để cùng chống lại thần linh.
Cổ thống lĩnh bật cười, người biết họ mạnh đến nhường nào không? Diệp Huyên nhìn ông ta, ông có quyền dẫn ta đến gặp hai vị điện chủ không? Cổ thống lĩnh nheo mắt lại, người trẻ tuổi, ta có quyền đưa người đi, nhưng thứ cho ta nói thẳng, ta không muốn. Ngươi! Diệp Huyên giơ tay lên, dừng, ta không muốn nghe ngươi nói xàm nữa. Rồi hắn vung tay cho kiếm Thanh Huyên bay ra. Xoẹt! Thanh kiếm phá không mà đi, chém nát những màn sáng kia như cắt đậu hũ. Cổ thống lĩnh biến sắc, gầm lên, láo xược. Thấy ông ta chuẩn bị ra tay, Diệp Huyên vung tay lên. Ầm! Cổ thống lĩnh bị đánh bay đi mấy chục nghìn trượng. Khi dừng lại được thì toàn thân đầy vết kiếm, sắc mặt kinh hoàng vô cùng. Kiếm Thanh Huyên đã lao tới trước thần điện hư chân, bỗng có một cô gái mặc trường bào đen xuất hiện, đưa tay thả ra một luồng sức mạnh bí ẩn. Ầm! Kiếm Thanh Huyên bị sức mạnh này chặn lại. Diệp Huyên nhìn sang, cô gái này vóc dáng thanh mảnh, dung nhan tuyệt trần, có một đôi mắt to linh động như biết nói. Nàng ấy cười chào hỏi, Diệp công tử. Diệp công tử. Ba chữ này của nàng khiến cổ thống lĩnh ngẩn ra, sau đó thốt lên kinh hãi, người chính là đại ca của cô gái váy trắng. Diệp Huyên liếc nhìn ông ta rồi đi về phía cô gái. Cổ thống lĩnh tái cả mặt, thân thể phát run. Diệp Huyên hỏi cô gái, các hạ là. Nàng ấy cười đáp, điện chủ Nam Điện. Rồi trả kiếm Thanh Huyên về cho chủ nó. Diệp Huyên thu kiếm về, đánh mắt sang cổ thống lĩnh, đây là thuộc hạ của cô. Cô gái lắc đầu, thuộc hạ của điện chủ Bắc Điện. Diệp Huyên gật đầu, vậy ta sẽ nói chuyện cùng cô. Điện chủ Nam Điện, được. Rồi đưa tay làm động tác mời, mời Diệp công tử vào điện trò chuyện. Diệp Huyên gật đầu, được. Dưới sự hướng dẫn của điện chủ Nam Điện, Diệp Huyên đi vào thần điện hư chân. Cảm nhận được rất nhiều khí tức đáng sợ mờ mịt khi vừa bước vào. Hắn đánh cái dùng mình khi nhận ra thần điện hư chân này mạnh hơn so với hắn tưởng rất nhiều. Điện chủ Nam Điện dẫn hắn vào một gian phòng, đon đả nói, mời Diệp công tử ngồi. Diệp Huyên gật đầu ngồi xuống, Nam Điện chủ, ta đến đây chỉ có một mục đích, muốn cùng thần điện hư chân hợp tác, chống lại những tên thần linh kia. Điện chủ Nam Điện chỉ cười không đáp. Diệp Huyên nhíu mày, ý điện chủ là gì? Nàng ấy hỏi ngược lại, Diệp công tử có biết lai lịch của các thần linh không? Hắn lắc đầu. Điện chủ Nam Điện, những gì ngươi nhìn thấy đều không phải bản thể của họ. Diệp Huyên nheo mắt, không phải bản thể. Điện chủ Nam Điện gật đầu, họ đã dùng phương pháp nào đó để đưa thần thức ý chí vào thế giới vũ trụ này rồi tạo ra thân xác. Cho dù chúng ta có phá hủy thân xác, diệt thần hồn, thì họ cũng sẽ không thật sự chết đi. Nàng ấy thoáng dừng lại, chủ nhân bút đại đạo từng ví họ như tổ hợp số liệu có thể tự do sáng tạo đến vô hạn, đây cũng là lý do chúng ta gọi họ là thần linh. Thấy Diệp Huyên càng nhíu mày sâu hơn, điện chủ Nam Điện lại cười, thật thật giả giả. Chúng ta là giả, họ mới là thật. Nàng ấy khẽ lắc đầu, đây là sự nghiền áp tuyệt đối, Diệp công tử à. Vũ trụ chúng ta căn bản không có phần thắng, cho nên... Ta đã đầu hàng, Diệp Huyên lập tức biến sắc, nắm chặt kiếm Thanh Huyên trong tay. Mấy tên thần linh kia chỉ là bọn tôm tép, có đuổi theo cũng vô nghĩa, vì vậy Diệp Huyên bèn đứng tại chỗ. Hắn xoay người nhìn những cường giả thần điện hư chân, thấy bọn họ cũng đang nhìn hắn với ánh mắt phấn khích. Cảnh tượng Diệp Huyên chém chết thần linh đã khiến tinh thần của bọn họ tăng vọt. Khi họ nhận ra thần linh không đồng nghĩa với vô địch. Ai nấy đều cho rằng Diệp Huyên là người do thần điện hư chân phái đến. Nào ngờ lại nghe hắn nói với Tử Lâm, đưa ta đến thần điện hư chân, ta muốn gặp lão đại của các người. Lời này khiến mọi người kinh ngạc. Người này không đến từ thần điện hư chân ư. Tử Lâm nhìn hắn gật đầu, được. Diệp Huyên theo nàng ta rời đi. Để lại một đám người trố mắt nhìn nhau. Hai người xuyên qua không gian. Sau một khắc đồng hồ thì xuất hiện ở một vùng tinh không, nơi có một tòa đại điện cao kích thước tận mấy chục nghìn trượng. Bốn phía có cả trăm nghìn pho tượng võ sĩ, cách mỗi một nghìn trượng lại có một màn sáng màu tím đậm, tổng cộng lên đến con số hàng trăm. Trên đỉnh đại điện là một thanh kiếm toàn thân phủ màu vàng óng đang không ngừng tản ra những bùa chú kỳ lạ, đẩy chúng vào những màn sáng kia. Diệp Huyên nhìn thanh kiếm, hỏi, đó là gì vậy?
Tử Lâm, kiếm hư chân. Diệp Huyên, kiếm hư chân. Tử Lâm gật đầu, thần kiếm đứng đầu thế giới hư chân, do thế giới này và chủ nhân bút đại đạo trung tao tạo ra. Nó, Thái Sơ thần thụ và hư chân thần giáp được gọi là ba thần vật tối cao của hư chân. Diệp Huyên, hai món kia cũng do thế giới hư chân và chủ nhân bút đại đạo tạo ra. Tử Lâm lắc đầu, Thái Sơ thần thụ thì không. Nó sinh ra đồng thời với thế giới hư chân, cũng sinh tại thế giới hư chân, nhưng nó đã được chủ nhân bút đại đạo cải tạo cho mạnh lên nhiều. Nàng ta nhìn thanh kiếm, kiếm này hiện đang trấn thủ thần điện hư chân, cũng là trận linh của đại trận răng quanh đại điện. Một khi khởi động, uy lực của nó có thể chém chết song đồng thần linh trong chớp mắt. Diệp Huyên, ta từng thấy Thái Sơ thần thụ nên biết nó rất mạnh, vì sao các người không rời nó đến đây để hỗ trợ? Tử Lâm lắc đầu cười, vì thần thụ đang trấn áp một siêu cường giả cấp thần linh. Tội vương. Diệp Huyên nheo mắt lại. Kể từ khi hắn và Thanh Khâu đi vào bên trong Thái Sơ thần thụ, mấy tên thần linh này bèn bắt đầu kiếm chuyện với hắn. Mà vị đại lão mà Tử Lâm nhắc đến kia rất có thể chính là tội vương. Diệp Huyên bỗng quay lại nhìn về thần điện hư chân, thấy trước đại điện đang có mấy nghìn cường giả tay cầm trường mâu, người khoác giáp tía. Tử Lâm hạ giọng, bọn họ là hư chân thần vệ nòng cốt nhất, sức mạnh vô cùng cao cường. Diệp Huyên nhìn nàng ta, cô cũng là hư chân thần vệ. Tử Lâm gật đầu, phải. Diệp Huyên gật gù, sức mạnh của nàng ta cũng không yếu, có thể một chọi một với huyết đồng thần linh cơ mà. Hắn thu hồi suy nghĩ, nói thế chúng ta đứng đây làm gì? Tử Lâm cười, ta đã liên hệ với thống lĩnh, bởi chỉ có hắn mới dẫn ngươi vào thần điện hư chân được. Diệp Huyên gật đầu, tốt. Đúng lúc này, không gian trước mặt họ run lên. Để một người đàn ông trung niên mặc giáp tía xuất hiện. Tử Lâm cung kính thi lễ, tham kiến cổ thống lĩnh. Cổ thống lĩnh gật đầu rồi hỏi Diệp Huyên, người chính là kiếm tu trẻ tuổi dùng một kiếm chém lui 100.000 thần linh ở Dung Thành. Diệp Huyên cười đáp, chính là ta. Cổ thống lĩnh, người muốn gặp hai vị điện chủ. Diệp Huyên gật đầu. Cổ thống lĩnh, để làm gì? Diệp Huyên, để cùng chống lại thần linh. Cổ thống lĩnh bật cười, người biết họ mạnh đến nhường nào không? Diệp Huyên nhìn ông ta, ông có quyền dẫn ta đến gặp hai vị điện chủ không? Cổ thống lĩnh nheo mắt lại, người trẻ tuổi, ta có quyền đưa người đi, nhưng thứ cho ta nói thẳng, ta không muốn. Ngươi! Diệp Huyên giơ tay lên, dừng, ta không muốn nghe ngươi nói xàm nữa. Rồi hắn vung tay cho kiếm Thanh Huyên bay ra. Xoẹt! Thanh kiếm phá không mà đi. Chém nát những màn sáng kia như cắt đậu hũ. Cổ thống lĩnh biến sắc, gầm lên, láo xược. Thấy ông ta chuẩn bị ra tay, Diệp Huyên vung tay lên. Ầm. Cổ thống lĩnh bị đánh bay đi mấy chục nghìn trượng. Khi dừng lại được thì toàn thân đầy vết kiếm, sắc mặt kinh hoàng vô cùng. Kiếm Thanh Huyên đã lao tới trước thần điện hư chân, bỗng có một cô gái mặc trường bào đen xuất hiện, đưa tay thả ra một luồng sức mạnh bí ẩn. Ầm. Kiếm Thanh Huyên bị sức mạnh này chặn lại. Diệp Huyên nhìn sang, cô gái này vóc dáng thanh mảnh, dung nhan tuyệt trần, có một đôi mắt to linh động như biết nói. Nàng ấy cười chào hỏi, Diệp công tử. Diệp công tử. Ba chữ này của nàng khiến cổ thống lĩnh ngẩn ra, sau đó thốt lên kinh hãi, người chính là đại ca của cô gái váy trắng. Diệp Huyên liếc nhìn ông ta rồi đi về phía cô gái. Cổ thống lĩnh tái cả mặt, thân thể phát run. Diệp Huyên hỏi cô gái, các hạ là. Nàng ấy cười đáp, điện chủ Nam Điện. Rồi trả kiếm Thanh Huyên về cho chủ nó. Diệp Huyên thu kiếm về, đánh mắt sang cổ thống lĩnh, đây là thuộc hạ của cô. Cô gái lắc đầu, thuộc hạ của điện chủ Bắc Điện. Diệp Huyên gật đầu, vậy ta sẽ nói chuyện cùng cô. Điện chủ Nam Điện, được. Rồi đưa tay làm động tác mời, mời Diệp công tử vào điện trò chuyện. Diệp Huyên gật đầu, được. Dưới sự hướng dẫn của điện chủ Nam Điện, Diệp Huyên đi vào thần điện hư chân, cảm nhận được rất nhiều khí tức đáng sợ mờ mịt khi vừa bước vào. Hắn đánh cái dùng mình khi nhận ra thần điện hư chân này mạnh hơn so với hắn tưởng rất nhiều. Điện chủ Nam Điện dẫn hắn vào một gian phòng, đon đả nói, mời Diệp công tử ngồi. Diệp Huyên gật đầu ngồi xuống, Nam Điện chủ,
Ta đến đây chỉ có một mục đích, muốn cùng thần điện hư chân hợp tác, chống lại những tên thần linh kia. Điện chủ Nam Điện chỉ cười không đáp. Diệp Huyên nhíu mày, ý điện chủ là gì? Nàng ấy hỏi ngược lại, Diệp công tử có biết lai lịch của các thần linh không? Hắn lắc đầu. Điện chủ Nam Điện, những gì ngươi nhìn thấy đều không phải bản thể của họ. Diệp Huyên nheo mắt, không phải bản thể. Điện chủ Nam Điện gật đầu, họ đã dùng phương pháp nào đó để đưa thần thức ý chí vào thế giới vũ trụ này rồi tạo ra thân xác. Cho dù chúng ta có phá hủy thân xác, diệt thần hồn, thì họ cũng sẽ không thật sự chết đi. Nàng ấy thoáng dừng lại, chủ nhân bút đại đạo từng ví họ như tổ hợp số liệu có thể tự do sáng tạo đến vô hạn, đây cũng là lý do chúng ta gọi họ là thần linh. Thấy Diệp Huyên càng nhíu mày sâu hơn, điện chủ Nam Điện lại cười, thật thật giả giả. Chúng ta là giả, họ mới là thật. Nàng ấy khẽ lắc đầu, đây là sự nghiền áp tuyệt đối, Diệp công tử à. Vũ trụ chúng ta căn bản không có phần thắng, cho nên ta đã đầu hàng. Diệp Huyên lập tức biến sắc, nắm chặt kiếm Thanh Huyên trong tay. Đang tải. Điện chủ Bắc Điện lắc đầu cười, Diệp công tử định đi đâu? Diệp Huyên tò mò hỏi lại, là sao? Điện chủ Bắc Điện, ý ta muốn nói là, có một tòa thần quan do chủ nhân bút đại đạo dựng nên ở nơi này. Diệp Huyên nhíu mày, thần quan. Điện chủ Bắc Điện gật đầu, bên trong có một vị hư chân thần đế đang say ngủ. Diệp Huyên càng tò mò, đó là cường giả cấp bậc nào? Sắc mặt điện chủ Bắc Điện hơi đanh lại, năm ấy thế giới hư chân chỉ sản sinh ra 9 vị hư chân thần đế, cuối cùng tử trận hết 6. Nếu không có họ, chúng ta đã thua trong trận chiến đó rồi. Diệp Huyên, đánh thức được họ sao? Điện chủ Bắc Điện, được, nhưng chủ nhân bút đại đạo đã để lại cấm chế ở đó, chúng ta khó mà tiếp cận. Diệp Huyên im lặng. Hắn vẫn lo canh cánh trong lòng, không biết chủ nhân bút đại đạo rốt cuộc đứng bên nào. Vì vậy mới không dám khinh thường y, nếu y thật sự theo phe thần linh, vậy chi bằng hắn bảo Thanh Nhi đi xử lý luôn cho rồi. Chủ nhân bút đại đạo. Điện chủ Bắc Điện nói tiếp, mời công tử sang đây. Ông ta dẫn Diệp Huyên đi về bên phải. Ba người nhanh chóng đi đến một ngôi mộ, sau đó bị một luồng khí tức đáng sợ bao trùm lấy. Điện chủ Bắc Điện nheo mắt lại, siết chặt tay phải. Đúng lúc này, một cô gái xuất hiện trước ngôi mộ. Không phải điện chủ Nam Điện thì là ai? Nàng ấy nhoẻn cười chào hỏi, điện chủ Bắc Điện. Đối phương cong môi, ta biết ngay mọi chuyện không dễ dàng thế mà. Điện chủ Nam Điện chớp mắt, ý ông là ta sẽ ngáng đường ư? Không hề. Nàng ấy nói xong thì tránh sang một bên. Điện chủ Bắc Điện thấy vậy thì sa sầm mặt mày. Diệp Huyên liếc nhìn điện chủ Nam Điện, nói, điện chủ Bắc Điện, có khi nào đầu hàng thần linh chính là do tổ tiên điện chủ Nam Điện bày ra? Sắc mặt điện chủ Bắc Điện càng trầm hơn. Điện chủ Nam Điện cười nói, Diệp công tử thật là thông minh. Thấy Diệp Huyên nhìn sang, nàng ấy tiếp tục, điện chủ Bắc Điện, có người muốn gặp ông đấy. Điện chủ Bắc Điện nhíu mày, ai? Ta. Một giọng nói bất ngờ vang lên. Diệp Huyên quay lại, thấy một người đàn ông khoác áo đen chậm rãi đi ra từ bên trong ngôi mộ. Ông ta để tóc xõa ngang vai, cả người tản ra một luồng khí đen kỳ dị vô cùng. Điện chủ Bắc Điện nhìn thấy người này thì biến sắc, lắp bắp ngươi. Ngươi là Mạc Kha tiền bối. Điện chủ Bắc Điện đời trước. Diệp Huyên đanh mặt lại. Người tên Mạc Kha lạnh lùng nói, hôm nay thần linh lũ lượt trở lại. Thế giới hư chân chúng ta không thể đối chọi, người biết điều thì lập tức dừng những hành động ngu xuẩn, châu chấu đá xe này lại đi. Điện chủ Bắc Điện sầm mặt, tiền bối cũng theo thần linh. Mạc Kha hờ hững, phải. Điện chủ Bắc Điện trừng mắt, tiền bối. Thế giới hư chân năm xưa do chính các vị dùng tính mệnh để bảo vệ, vậy mà hôm nay người lại gia nhập bọn thần linh. Mạc Kha lắc đầu, năm ấy có 9 thần đế, có chủ nhân bút đại đạo, hơn 100 thần tướng. Nhưng hôm nay còn lại gì? Chúng ta lấy gì để đối kháng? Sắc mặt điện chủ Bắc Điện khó xem vô cùng, vì vậy nên người đầu hàng. Mạc Kha nâng mắt, người muốn chết thì cứ việc, đừng lôi người khác vào. Điện chủ Bắc Điện nhìn xoáy vào ông ta, sau đó nói với Diệp Huyên, công tử hãy đưa Bắc Tang đi trước. Diệp Huyên nhíu mày, đi làm gì?
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 262.